Được rồi. Như vậy là tôi nói về cái ngôn ngữ lập trình Python nhé. Thì các bạn phải cài cái phần mềm gì? Thì các bạn sẽ lên mạng vào cái trang python.org và các bạn tải về phần mềm gốc lõi của nó là ra cái này này. Cái trình mình các bạn nhìn thấy không nào? Để tôi cho các bạn xem, nhưng khi các bạn cài vào thì nó ra một cái thư mục như thế này để chúng ta quan sát nhé. Đây. Thì nó sẽ ra trên màn hình, các bạn thấy nó sẽ có hai file exe. File này là một này, file python.exe và file là python.vkép.exe. Hay thì cái file python.exe là cái file này là cái file là chạy trên cái môi trường dòng lệnh thôi. Trên cái môi trường text, không phải là môi trường đồ họa. Thì các bạn không dùng. Các bạn dùng cái file này nhé. Đây, cái file này này. Cái file là python.vkép.exe là cái file chạy trên môi trường đồ họa Windows. Các bạn dùng 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 cái phần mềm này. Đó, thì khi mà lên nó ra như thế này. Thì nó ra cái đây, đây là cái icon của cái phần mềm python.vkép.exe là nó như thế này. Đấy, thì khi chúng ta bật lên này thì nó sẽ ra cái hình như thế này. Đó. Thì cái bản hiện nay là cái bản 3.10.5 của bản cho máy của tôi là 3.10.4 là hơi cũ một chút, nhưng mà không sao, các bạn có thể dùng bản nào cũng được. Đây là 3.10 nhá. Có thể dùng bản 3.9, 3.8, 3.7, 3.5 không sao hết. Tất cả đều giống nhau cả. Để dạy cho học sinh thì là dùng bản nào cũng được. Không quan trọng. Nếu máy tính của bạn mà có cài Windows cũ, Windows 7 trở về trước ấy, thì các bạn phải cài cái bản là 3.8, 3.7 trở về trước. Còn 3.9, 3.10 thì không hỗ trợ cho Windows 7. Đó, chúng ta chú ý. Còn nếu máy tính của bạn cài cái phiên bản mới hơn Windows 10, Windows 11 thì chúng ta cài thoải mái, cài cái nào cũng được. Đó. Thì đây là cái giao diện của cái Python lõi 3.10 nhé. À, chị tôi nói luôn là khi chúng ta cài lên, khi bật lên thì nó ra một cái giao diện này. Thì đây là giao diện, gọi là giao diện tương tác của Python. Đây là giao diện mà chúng ta sẽ tương tác từng lệnh, chúng ta nhập từng lệnh một ở trên dòng lệnh. Đây là cái có ba dấu lớn, là chính là nó là con dấu nhắc hay là con trỏ của Python, và chúng ta gõ lệnh từng lệnh một và Enter thì nó thực hiện cái lệnh đó. Thì đây là cái môi trường tương tác mà rất thuận tiện cho việc chúng ta sẽ giảng dạy ở trên lớp. Thì Python thực ra nó có hai môi trường. Cái môi trường này mà chúng ta đang nhìn này, đây là môi trường gọi là môi trường tương tác, trong tiếng Anh gọi là Python Shell, là cái môi trường là thực hiện gõ từng lệnh một, chạy từng lệnh một. Còn môi trường thứ hai là môi trường lập trình bình thường, giống như là lập trình Pascal hay là C. Đấy, thì để chạy cái môi trường lập trình thì chúng ta có thể dùng ngay cái giao diện này. Thì ở đây nó có cái thực đơn file này và cái new file này. Chúng ta sẽ vào được cái giao diện lập trình giống như là bình thường, giống như là Pascal và C. Vậy chúng ta có hai môi trường nhé. Môi trường này này là cái môi trường gọi là tương tác, hay là môi trường gọi lệnh trực tiếp, hay nó gọi là Python Shell. Còn cái môi trường này là cái môi trường lập trình đó, hay là soạn thảo lập trình, thì nó giống như là Pascal và C cũ. Như vậy là môi trường Pascal và C cũ thì chỉ có giao diện, chỉ có lập trình thôi. Còn Python thì nó có hai chế độ nhé, chế độ lập trình và cái chế độ tương tác. Chúng ta chú ý nhất, đây tôi sẽ ghi đây để chúng ta nhớ. Đây là chỗ này có cái mốc để ghi nhé. Như vậy là cái Python nhé, ta chú ý là nó có hai cái chế độ. Một cái chế độ là tương tác nhé, một gọi là chế độ tương tác. Chế độ tương tác hai là chế độ là có là soạn thẳng lập trình, là lập trình soạn thẳng lập trình nhé. Đấy. Chế độ tương tác này thì trong tiếng Anh nó đây là nó ở chế độ này, là nó là chế độ Python Shell. Và nó có, chúng ta chú ý, chúng ta luôn làm việc với sau cái ba dấu nhắc, mang dấu này nhé. Đây là cái dấu nhắc của Python Shell.
và chúng ta luôn làm việc sau cái dấu đó. Đấy thì, và chế độ tương tác là chế độ là chạy từng lệnh một, chạy chạy từng lệnh một, chạy từng lệnh. Còn chế độ soạn thảo lập trình là chúng ta soạn thảo như bình thường, là chúng ta soạn thảo nhiều lệnh, soạn thảo và chạy, soạn thảo xong nó cũng như chạy và nó là chạy nhiều lệnh, được chưa? Nhưng mà chú ý ở trong Python, chính vì nó có cái chế độ tương tác này, cho nên chúng ta chú ý, tôi nhấn mạnh thêm một điểm chúng ta chú ý nhé. Cái chế độ tương tác này là cái chế độ mà rất quan trọng, nó giúp cho người lập trình ban đầu học lập trình rất là dễ, và chúng ta trong suốt cái thời gian mà dạy trong cái team 10 đó, chúng ta đa phần là chúng ta dạy trên 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 cái môi trường này đó. Môi trường này nó rất thích hợp cho cái chuyện là học từ đầu, học từ bắt đầu, và thích hợp cho cái chuyện là dạy nữa. Dạy tôi sẽ nói kỹ hơn nhé. Còn cái chế độ này này, chế độ này là chế độ mà chỉ sau khi đã khá là tương đối thành thạo thì chúng ta mới dạy sâu. Còn là ở ngay bây giờ chúng ta vẫn có thể dạy soạn thảo nhưng mà ít thôi. Đấy. Khi mà học sinh đã thạo rồi, thạo với Python rồi, chúng ta mới chuyển hẳn sang chế độ lập trình để ta dạy. Đó. Nên chúng ta chú ý là đây là chỉ dành cho học sinh đã thạo Python đó. Còn tất cả cho bắt đầu chúng ta sẽ dùng cái chế độ tương tác này. Thì thời gian đầu tiên khi chúng ta dạy ở trên lớp ấy, thì chúng ta sẽ chuyển đổi giữa hai chế độ này, hai chế độ này. Nhưng mà thời gian đầu tiên thì đa phần 90% thời gian là trên cái chế độ tương tác. Còn sau này chúng ta sẽ chuyển dần sang đến cái bài cuối cùng, đến hai bài cuối cùng của Python, của sách giáo khoa, thì chúng ta sẽ chuyển hẳn sang chế độ lập trình. Cái việc thì không dùng cái tương tác nữa. Đó. Và đến sang năm lớp 11 hay là lớp 12 thì chúng ta sẽ hoàn toàn không dùng tương tác nữa, hoàn toàn lập trình như bình thường. Đó, chúng ta chú ý. Như vậy là nó có cái lớp 10 là cái lớp rất quan trọng, là lớp mà học bắt đầu từ đầu, và chúng ta sẽ thao tác, học sinh sẽ cùng thao tác trên chế độ soạn thảo, trên chế độ tương tác. Cho nên cái tương tác này là nó rất quan trọng này, là rất rất quan trọng. Tôi nói luôn nhé, là chính vì có cái chế độ tương tác này, nó giúp cho chúng ta là dạy lập trình Python dễ hơn hẳn so với Pascal và C ngày xưa. Ngày xưa Pascal và C vì sao nó khó? Vì sao nó dạy dạy khó thế? Học sinh kêu khó thế? Một phần là vì nó dạy hoàn toàn trên môi trường lập trình. Nó không có môi trường soạn thảo, không có môi trường tương tác như là Python. Chính vì thế cho nên rất là khó. Học sinh vừa vào cái là gõ lệnh ngay. Mà nếu mà học sinh mà không có máy tính nữa thì là gần như học chay thì sẽ không thể hiểu nổi, không bao giờ có thể, rất là khó hiểu. Cho nên từ xưa đến nay cái môn lập trình là cái môn mà lập trình Pascal là cái mà học sinh là sợ sợ học nhất, và giáo viên là sợ dạy nhất. Cho nên là cả một thời gian dài Việt Nam mà là có cái môn tin học nhưng mà nó rất là đuối, nó rất là kém. Cũng do cái lý do này mà làm cho cái môn tin học nó trở nên là nó gần như cái môn ứng dụng ấy. Cho nên là cái giáo viên tin học bị hơi hơi là hơi bị coi thường ở trong cái môi trường giáo dục. Một phần thôi, một phần là tuy nhiên phần lớn là do nó không phải là môn thi, nhưng mà cái một phần là chính vì gọi là học mà tin học nhưng mà học sinh lại sợ lập trình. Từ xưa này rồi, tôi quan sát của tôi là như vậy. Mặc dù là học sinh theo chương trình cũ là học lớp 8 cũng học, lớp 11 cũng học lập trình, nhưng mà lớp 8 thì đa số các trường phổ thông của chúng ta đã bỏ bỏ qua cái lập trình. Lớp 11 cũng học nhưng mà học rất là ít thôi, không nhiều. Nhưng bây giờ được khác nhé. Bây giờ bức tranh thay đổi vì chúng ta có cái chế độ Python Shell này, có chế độ tương tác này, cho nên là nó rất là thuận tiện. Thì tôi nói luôn những thuận tiện là như này này, là chúng ta sẽ gõ ngay trên màn hình và biết được kết quả và làm cho nó trở nên rất dễ dàng. Tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta có thể gõ ngay trên màn hình các phép toán, như tôi viết là gõ 4 này, gõ 5 là ra ngay là phép cộng, gõ là 5 nhân với 6 đây là cái phép nhân, còn phép trừ 4 trừ đi 10 là phép trừ ra ngay. Đấy. Có thể viết một chút phức tạp hơn, mở ngoặc 4 4 là nhân với 8 nó đóng ngoặc lại trừ đi là mở ngoặc 6 nhân với 10 nó ra ngay một biểu thức như thế này, là mũ 6 này, mũ là 2 dấu,
dấu sao 6.10 này là ra ngay. Như vậy là nó như là một cái máy tính Casio vậy nhé. Bây giờ phép chia 5 chia cho 9 cái này. Đây là phép chia thực. Còn phép chia nguyên như sau. Giống như là đi bị là 19 chia cho 2 19 chia cho 2 nguyên. Để phép chia nguyên. Lệnh đi của lệnh đi của Pascal. Phép số số dư nhé. 23 13 mà 7. À, kia đây là cái em lấy số dư giống lệnh mốt nhé. Vậy ra ngay ta thao tác và enter là ra ngay lệnh luôn, như vậy nó rất thuận tiện đúng không nào. Đấy là nó rất là hay chỗ đấy. Một ý nữa rất là hay nhé là khi mà dạy thì các bạn phải tăng cường cho học sinh là cùng tương tác với mình bằng cách là chúng ta gọi học sinh lên bảng và gọi học sinh lên bảng và gõ trực tiếp trên máy của giáo viên như này, hoặc nhé hoặc chúng ta cho phép học sinh cài Python trên máy tính bảng hoặc trên điện thoại di động. Có hết đấy, các bạn vào cái trên điện thoại di động, cả trên iOS cả trên Android đều có, vào cái kho của nó đều có cái phần mềm mô phỏng cái Python này và đều có chuyện tương tác này. Thì chúng ta cho phép là ở trên lớp giáo viên gõ lệnh trực tiếp trên màn hình và ở dưới học sinh là gõ lệnh trên máy tính bảng của mình trên điện thoại di động, và như vậy là khi mà thầy giáo nói là cô giáo nói học sinh là hiểu mà hiểu ngay tại chỗ, vì là có cái sự tương đồng thuận giữa, giữa hai bên và rất là nhanh. Đấy, cho nên cái chế độ tương tác này là chế độ rất là quan trọng. Thì lát nữa các bạn thấy là trong suốt từ hôm nay là tôi sẽ chỉ với các bạn hoàn toàn trên môi trường tương tác này, tôi hầu như tôi không nói gì, rất ít nói sang cái chế độ là soạn thảo, được chưa? Rồi, thì đó là cái phần đầu tiên tôi muốn nói là cái chúng ta phải cài cái phần mềm Python lõi để dạy trên cái Python lõi đó, và cái Python lõi đó là nó có cái icon như thế này. Lại cần là như thế này, là cái này đúng không nào. Bây giờ trước khi mà nói sang cụ thể Python, tôi nói về soạn thảo lập trình thì vẫn chúng ta vẫn phải học học soạn thảo lập trình chứ không phải là không. Tuy nhiên là cái thời lượng mà dạy hay là thực hành trên môi trường soạn thảo thì nó không nhiều bằng cái thời lượng làm trên cái môi trường tương tác. Nhưng mà soạn thảo thì tôi nói rồi là ở trong cái trong bản thân cái Python lõi nó có chế độ soạn thảo. Nhưng mà tuy nhiên thì theo tôi khuyên là chúng ta nên cài thêm một phần mềm bên ngoài nữa. Thì vì sao? Vì cái bản thân soạn thảo trên môi trường này nó không chuyên nghiệp lắm, cho nên là nhiều khi nó hơi cảm thấy nó hơi chậm mà nó không thích. Thì chúng ta nên cài một cái phần mềm soạn thảo lập trình của Python ở bên ngoài. Thì theo tôi khuyên các bạn là dùng dùng cái bản này, có rất nhiều bản khác nhau nhé. Hiện nay có mà các bạn lên mạng các bạn tra thì có hàng 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 vài chục cái phần mềm soạn thảo lập trình Python rất là đa dạng. Nhưng mà theo tôi thì cái bản Win Personal này là cái bản theo tôi là bản tốt, rất là tốt vì nó nhỏ và nó miễn phí mà nó rất là chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp luôn. Thì các bạn cái bây tôi chạy thử bạn xem nhé. Đây là cái phần mềm nó gọi là Win Personal. Các bạn lên mạng vào cái trang là winware.com và các bạn tải về, và các bạn đây đây chính là cái giao diện của nó đây nhé, giao diện của nó đây. Tôi đóng cửa, tôi đóng lại cho bạn xem, đóng tất cả các cái này lại. Nó ra như này, khi tôi bật lên nó ra như này này. Đấy, thì trên này là vùng soạn thảo, còn dưới này là các cái vùng mà chúng ta có thể xem kết quả hoặc là chúng ta có thể là gỡ lỗi ở là phía dưới này. Trên này là soạn thảo. Thế thì chúng ta vào đây, các bạn là vào cái trang các bạn vào cái trang là winware.com. Đấy. Trong này các bạn vào download thì đây nó có ba phần mềm, ba cái. Thì cái bản Win Pro này là cái bản phải trả phí, còn hai cái bản dưới này là hai cái bản miễn phí. Thì các bạn tải cái bản ở giữa này. Đấy, bấm đây là tải. Tôi hiển thị màn hình thầy, Thì nó màn rất là hình dễ, có rất là dễ, không gì là khó cả. Và khi tải về thì nó sẽ tạo ra một cái icon như vậy và chúng ta sẽ chạy ra thôi. Thì cái đặc điểm của cái Win này là nó rất là chuyên nghiệp, nó rất là chuyên nghiệp và nó cũng nhỏ gọn. Chứ còn cái thật ra hiện nay cái bản mà soạn thảo lập trình Python nổi tiếng nhất là cái bản nó gọi là PCharm. PCharm thì cái bản đó mới là bản mạnh nhất, nhưng cái bản đó là dành cho sinh viên, dành cho người chuyên nghiệp, dành cho người lớn. Chứ còn học sinh thì dùng cái đó nó quá nặng, nó chậm lắm. Nhưng mà cái Winware này, cái Win mà Win Personal này là cái nhỏ gọn nhưng mà nó khá chuyên nghiệp luôn, nó lại khá chuyên nghiệp cho nên là rất thuận tiện. Nhấn đây bạn này,
thì chúng ta khi mà dạy cho học sinh thì tùy tùy giáo viên thôi, giáo viên có thể chọn môi trường nào cũng được, nhưng mà theo tôi thì nên chọn môi trường này để mà chúng ta demo cái chuyện là soạn thảo lập trình. Thì lát nữa tôi cũng sẽ demo cái này. Đấy, nhưng mà tôi nói luôn nhé là ở lớp 10 này thì đa số thời gian chúng ta sẽ dạy ở trên cái môi trường này, môi trường gọi là môi trường tương tác, còn rất ít thì cũng có thời gian như là cái phần thực hành ấy thì có thời gian làm trên môi trường soạn thảo, nhưng sang đến lớp 11 trở đi thì 100% là trên môi trường soạn thảo. Lúc trên xong một trở đi lớp 12 mà học học về lập trình ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ, hầu như rất ít quay lại cái môi trường tương tác này. Nhưng mà cái môi trường tương tác này chỉ giúp chúng ta là dạy học thôi, dạy học sinh nhé. Rồi thì bây giờ tôi sẽ nói luôn cái ý chính của cái cuốn sách tin 10 và chung của chương trình tin 10 chứ không phải cuốn sách nào cả. Tôi sẽ nói chung cho cả hai cuốn sách. Cuốn sách tin 10 là cái tri thức và cuốn sách tin 10 cánh diều, thì cả hai cuốn sách đều tuân thủ cái chương trình của bộ về phần tin 10 trong sách giáo khoa, cho nên là nó đều giống nhau cả. Thì nó khác nhau về tên gọi bài, về cách làm bài thực hành, về thứ tự các bài có thể khác nhau, nhưng mà tổng thể là nó rất là giống nhau. Được rồi, thế bây giờ tôi bắt đầu mô tả luôn nhé. Về tổng quan thì tôi sẽ nói ngắn gọn thôi để cho chúng ta hình dung. Về cái chung là như này, tôi nói luôn là về tổng thể ấy, thì chúng ta có thấy rằng vì đây là cái chương trình tin học lập trình cơ bản, cho nên là chúng ta thấy là có thể nói một câu là chúng ta dạy cái phần Python này là nó rất là giống với Pascal, nó không có gì là khác, nó vẫn là những thứ đó, không có gì là khác so với dạy Pascal về mặt tổng thể nhé. Này, ví dụ như là chúng ta có khái niệm như là biến này là những cái rất quan trọng nhé, hay là cái lệnh gán này, đấy là nó là giống giống Pascal nhé, hay là chúng ta học những cái khái niệm như là cái kiểu dữ liệu nhé, kiểu dữ liệu như là số thực hay là số nguyên hay là số quý tự nhé, rồi là kiểu mảng nhé, kiểu dữ liệu mảng, kiểu mảng thì ở trong Python nó gọi là list nhé, hay là trong sách giáo khoa nó gọi là danh sách, nhưng mà chính là kiểu mảng, là kiểu dữ liệu là string nhé. Đấy. Hay là những khái niệm như là hàm nhé, hàm. Đấy, thì tất cả những cái này là nó đều giống nhau cả, hơi 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 giống, tất nhiên là nó hơi hơi giống Pascal hay là C, vì nó đều là ngôn ngữ lập trình bậc cao, cho nên là nó giống nhau về mặt tổng thể. Tuy nhiên nó có rất nhiều sự khác biệt đó, cái đó là cái chính. Cái mà nó giống Pascal thì các bạn sẽ tiếp thu được ngay, sẽ hiểu ngay, nhưng mà tất cả chúng ta phải chú ý sự khác biệt giữa Python và Pascal, đừng để cái tư duy về Pascal nó xâm lấn vào khi chúng ta dạy Python. Cái chỗ này là nhiều chỗ là chúng ta rất chú ý, thì lát nữa tôi sẽ khi nói về các cụ thể tôi sẽ nói, nhưng mà chúng ta thấy là như vậy là nó là rất là giống, những tổng thể là giống giống Pascal, cho nên chúng ta sẽ không khó khăn lắm khi tiếp cận với Python để dạy cho học sinh, vì chúng ta đã biết sẵn Pascal rồi hay là biết sẵn C rồi. Tuy nhiên tất cả giáo viên đều phải chú ý là mặc dù nó giống nhưng mà có khá nhiều sự khác biệt, và sự khác biệt này nhiều khi ảnh hưởng đến kiến thức, ảnh hưởng đến quá trình mà chúng ta lập trình thì cho giải toán, thì chúng ta phải chú ý để tránh những chỗ đó. Thì lát nữa tôi cũng sẽ nói những cái sự khác biệt mà nó cái sự khác biệt mà nó ảnh hưởng đến cái tư duy của chúng ta, còn cái khác biệt nhỏ nhỏ thì thôi chúng ta có thể bỏ qua. Ví dụ như là biến ở trong Pascal thì không phân biệt chữ hoa chữ thường, còn trong Python là phân biệt chữ hoa chữ thường, thì cái sự khác nhau đó nó không quan trọng, nó chúng ta có thể làm quen ngay. Tuy nhiên nó có một số những khác biệt mà nó rất là cơ bản. Rồi bây giờ tôi nói luôn sang làm, tôi nói về khái niệm biến này, tôi nói về lệnh gán này, tôi nói về các kiểu dữ liệu cơ bản này, tôi nói về các kiểu dữ liệu như là mảng hay là string này, và tôi nói về hàm. Đây là những kiến thức lõi của mọi ngôn ngữ lập trình bậc cao mà khi dạy Pascal hay là dạy bằng C hay là dạy bằng Python đều phải trải qua hết. Đấy. Thì tất cả những cái lệnh này, tất cả những cơ bản này chúng ta đều có thể dạy trực tiếp trên môi trường tương tác mà không cần vào cái môi trường lập trình. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu nói cụ thể hơn nhé. Đây. Đầu tiên là cái em ở trên này tôi demo cho các bạn xem cái phép toán đúng không nào? Phép toán là đơn giản như vậy. Bây giờ tôi sẽ mô tả luôn nhé. Chúng ta sẽ định nghĩa một cái biến,
biến thì cái điểm mà cái lệnh gắn biến là cái lệnh làm như là x bằng 10 chẳng hạn, đã là lệnh gắn ở trong Python. Thì cái điểm khác biệt so với Pascal và C là cái biến ở trong Python là không cần phải khai báo trước, không cần phải khai báo kiểu, chúng ta gõ này là xong đó, chúng ta gõ cái này là xong. Và gì, và khi mà enter thì như vậy chúng ta tạo ra một cái biến x, để chúng ta gọi x enter x chính là 10 đúng không nào. Và khi mà chúng ta gắn như vậy thì đồng thời máy mới gắn cho x cái kiểu của nó. Mà khi x bằng 10 thì x hiểu ngay là kiểu số nguyên, đúng không nhỉ? Đó. Bây giờ thì cái lệnh nào để mà biết được là x là kiểu gì, tôi gõ lệnh type x nó sẽ ra ngay là nó là kiểu nguyên, là kiểu là int. Các bạn nhìn thấy chữ int không? Chữ int là chính là integer nhé, chính là int. Như vậy cái từ int này tương đương với integer của Pascal, hay trong trong C thì vẫn là in đúng không? Còn cái từ class này thì các bạn bỏ qua đây nhé. Đây cái từ class này nếu ai mà hiểu hơn ấy thì cho chiều ngoài a. Như vậy x thì làm cái dữ liệu thuộc cái lớp in. Thì điều này chứng tỏ gì? Điều này chứng tỏ gì? Ở trong Python thì mọi dữ liệu đều là class hết, đều là không đối tượng hết. Đó, thì ta cho hiểu sâu một chút. Thì cái điều này học sinh sẽ không được học, nhưng mà chúng ta phải nên biết một chút. Như vậy là Python là môi trường là hướng đối tượng 100%, 100% là tất cả mọi thứ đều là đối tượng hết. Cái từ đối tượng ấy là cái từ object ấy, là một cái phần tử, là một cái thể hiện của khái niệm là class. Class là cái mô tả kiểu dữ liệu, là một cái lớp đúng không nào. Thì một phần tử, khi một đối tượng là một cái instance, một cái thể hiện của một cái lớp, của một kiểu dữ liệu, thì nó là một cái object, là một đối tượng. Như vậy là ở trong Python, khi từ cái định nghĩa này chúng ta suy ra, từ cái này chúng ta suy ra là ở trong Python là tất cả mọi thứ đều là đối tượng hết. Thì đây là cái mà chúng ta chú ý, nó hơi sâu sắc hơn một chút so với Pascal và C. Mặc dù Pascal và C nó cũng có cái điểm đối tượng, nó cũng có không đối tượng, nhưng mà nó không phải là không đối tượng là 100% nhé. Khi mà ở trong Pascal mà viết như thế này thì khi chúng ta học sâu hơn cho hiểu là cách mà Pascal quản lý nó khác so với Python nhé. Thì bây giờ tôi nói sơ qua cho bạn đừng có nhanh thôi. Thì các bạn hình dung là như vậy, cái lệnh x bằng 10 thì trong Pascal và C nó xử lý như nào, và trong Python nó xử lý như nào, thì nó làm như sau. Để cho các bạn hình dung, cái này là cái phần tôi nói đây là phần vượt qua chương trình này nhé, không nằm trong sách giáo khoa đâu. Đây, khi mà tôi viết là x bằng 10 thì ở trong Pascal và C nó làm gì, và ở trong Python nó làm gì, để tôi nói cho các bạn xem, để các bạn hình dung là nó sự khác biệt rất là lớn luôn nhé. Ở trong Pascal và C là như sau. Thì x là phải chúng ta phải khai báo trước là kiểu nguyên hay là kiểu số thực, đúng nhỉ? Thì khi tôi viết là x bằng 10 thì máy sẽ tạo ra trong bộ nhớ một cái vùng nhớ đặt tên là x. Đấy, thì cho hiểu ngay đây, đây trong bộ nhớ đây, thì đây chính là cái đây x là một là một x sẽ là một cái đối tượng mà gắn liền cái bộ nhớ này, và sau đó máy tính sẽ gắn giá trị của bộ nhớ này là 10. Đấy, được chưa? Như vậy là ở trong Pascal và C thì như sau, là cái x này sẽ được xác định trước và gắn cứng một phần của bộ nhớ, thì coi như là một đối tượng nằm trong bộ nhớ. X là một đối tượng và giá trị của đối tượng đó là 10. Đấy, như vậy đó là trong Pascal và C nhé. Còn trong Python thì không phải như vậy, trong Python thì khác. Trong Python như sau, trong Python thì là máy sẽ tạo ra trong bộ nhớ một cái đối tượng, một cái object object nằm trong bộ nhớ và cứng trong bộ nhớ luôn. Vỏ object này có giá trị là có cái value, giá trị của nó là bằng 10. Bằng 10. Được chưa? Như vậy là đối với Python thì kia 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 bên bên phải xác định trước là một đối tượng của Python và giá trị là 10. Sau đó x gì? Là một cái tên, là một cái name. Tên máy sẽ tạo ra một cái tên là xc, và Python quản lý cái tên này riêng và trỏ nó vào đây, trỏ nó vào, gắn nó vào hay là ánh xạ nó vào. Thì như vậy là nôm na là trong Python là như sau nhé, là tạo đối tượng trước,
Đối tượng này là vì nó là 10 cho nên nó sẽ có giá trị là nó kiểu giá trị kiểu nó là kiểu nguyên và được tạo trước trong bộ nhớ. Sau đó nó mới ánh xạ xì này vào. Nhưng mà xì này chính là con trỏ và xì là xác định sau. Như vậy là chỉ khi tôi cá này vào đây thì xì nó mới là kiểu nguyên thôi nhé. Khác hẳn bên này, khác hẳn Pascal là xác định ở bên phải, bên trái trước gắn cứng xì, sau nó mới đặt là 10 vào đây. Như vậy là hai cái mặc dù là lệnh giống hệt nhau đúng không, nhưng mà cách xử lý là lõi trong là nó khác nhau, thì chúng ta chú ý chỗ này nhé, để chúng ta sau này chúng ta đỡ phải băn khoăn, đỡ phải nhiều khi như chúng ta cứ tư duy như là Pascal và C, nhiều khi là nó bị sai trong quá trình chúng ta tưởng tượng ra những cái suy luận ra những cái lệnh mà chúng ta cần phải thực hiện sau đó nhé. Đây thì tôi đã tổng thể đây, chúng ta thấy những cái sự ngay cái lệnh đầu tiên là cái lệnh ngán hay là cách điều khiển biến, là hai bên là nó rất là khác nhau, mặc dù thực tế triển khai là giống hệt nhau. Mà cũng vì cái này mà trên chúng ta thấy là vì sao, để cho hiểu là vì sao trong Python lại không cần khai báo trước, không cần, hoàn toàn không cần khai báo trước, được chưa? Đấy. Bây giờ ở trong C nhé, ở trong Pascal x bằng 10 rồi, bây giờ tôi viết là x, tôi gắn là x là viết là x bằng 1.5 thì máy báo lỗi ngay, vì không thể cái ô này là cái đối tượng này nó gắn cứng là xung nguyên rồi, không thể khai báo, không thể biết này là sai, được chưa nào? Đấy, trên về vì nó gắn cứng x được khai báo trước là xung nguyên rồi, không thể đổi sang một kiểu khác được. Nhưng trong Python thì lại thoải mái nhé, một thân Python thì lại vô tư không có gì cả. Bây giờ tôi viết một lệnh khác, tôi viết là x bằng 1.5 thì làm sao? Đấy, thì máy sẽ lại thì là vì nguyên tắc của Python là máy tạo bên phải trước, bên trái sau, máy tạo ra một đối tượng mới ở trong một cái object mới tinh có kiểu là số thực và gán cái value của nó là bằng 1.5. Sau đó x gì đây, nó sẽ con trỏ nó chuyển sang bên này. Đấy, nhưng mà nó bỏ cái bỏ đi cái link này và nó chuyển sang bên này. Đó, như vậy là x gì bây giờ sau khi lệnh này, x gì nó lại là số thực. Đấy, vậy là nó khác nhau nhé. Bản chất kia nên biến ở trong Python nó là con trỏ, mà cái đó chúng ta không 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 quan trọng, chúng ta không cần để ý cho nó. Này, vì bản thân cái khái niệm con trỏ của Python nó khác con trỏ của Pascal. Chúng ta quên cái từ con trỏ đi, đây tôi chỉ viết ra đây để bạn hiểu thôi. Bây giờ như vậy nhé, như vậy x đây là kiểu nguyên nhé. Đây bây giờ tôi viết tiếp là x bằng 1.5, bây giờ kiểu của x nó sẽ thay đổi rồi, x nó kiểu x nó là số thực rồi, đúng nào, là float, mọi float là số thực. Bây giờ tôi viết tiếp là x bằng là một một sâu nội thì viết như này, thì là đổi kiểu rồi, x nó đã đổi, nó trỏ sang chỗ khác rồi. Đấy, nó trỏ sang là kiểu sâu rồi, sâu là kiểu str đấy con nào. Đó, như vậy các bạn vừa nãy tôi vừa nói các bạn là các bạn thấy rõ, như vậy là in này, kiểu in là kiểu số nguyên này, kiểu float là kiểu số thực này, và kiểu string này, đây là những kiểu dữ liệu cơ bản lõi của Python, là kiểu đơn giản nhất của Python. Thật ra nó còn có một kiểu nữa, thì tôi gán nó bằng là 5 lớn hơn 2. 5 lớn 2 là một cái biểu thức logic mà chỉ nhận là chỉ đúng và sai. Thì biết là x bằng 5.2 là tôi gán x với cái giá trị của biểu thức này chính là x chính là true. Ở trong trong Python thì khi nó còn có hẳn một kiểu kiểu logic để tập time chỉ ra thì nó là kiểu dữ liệu là bool. Vậy bool cũng là một kiểu dữ liệu cơ bản, và bool là thì nó cũng chỉ có hai giá trị thôi là true và false nhé. Đây, tôi có thể viết là x bằng 6 lớn hơn 10, lớn 10 x nó sẽ là false. Như vậy là true và false là các cái dữ liệu của kiểu dữ liệu là bool. Như vậy nhắc lại này, chúng ta sẽ được học trong sách khoa sẽ nói đấy, trong chương trình ấy, là chúng ta học bốn kiểu dữ liệu lõi cơ bản của Python. Ban đầu là in là một nhé, float là hai, là kiểu thực này, kiểu thứ ba là kiểu bool này kiểu thứ tư là kiểu str, là kiểu string. Đó, thấy không? Đấy, string.
Nhưng lại nhé, in là số nguyên này, tương ứng integer này, cái từ này float tương ứng với lại real của Pascal này, bool tương ứng với là boolean của Pascal, và str là ứng với là string của Pascal nhé. Đây đây là bốn cụm dữ liệu cơ bản, bốn cụm dữ liệu là đơn giản cơ bản lõi của Python. Đấy. Đấy thì rồi thì tiếp theo là chúng ta sẽ nhắc đến khái niệm là cái từ khóa và là biến biến mà liên quan từ khóa. Thì biến ở trong Python bây giờ là chúng ta chú ý nó có ba cái nguyên tắc tạo biến ở trong Python nhé. Thì biến nhé, biến 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 hay là biến nhớ, chúng ta chú ý một là phân biệt chữ hoa chữ thường là nhé. Nó giống như là C, tức là phân biệt chữ hoa chữ thường, chữ hoa và chữ thường nhé. Cái này là khác với Pascal cũng dễ thôi. Ý thứ hai là nó chỉ được bao gồm là chữ cái là chữ cái thứ Anh nhé, chữ cái thứ Anh. Chữ số là từ 0 đến 9 và dấu gạch dưới, ghi ký tự gạch dưới chỉ có ba loại thôi, nó không có tất cả các dấu khác là không được, không có dấu và, dấu cộng, dấu trừ là không có. Tất cả những dấu đó là đều là toán tử ở trong Python và không hỗ trợ. Chỉ có là dấu gạch dưới là một này, chữ số và chữ cái. Rồi cái ý thứ ba, cùng nguyên tắc thứ ba của nó là không bắt đầu bằng chữ số. Thì cái này nó cũng giống như là C nhé. Đây là cái nguyên tắc đặt tên cho cái biến ở trong Python. Ví dụ đây, tôi có thể biết là ABC như này được, ACB đây, 10. Biến đúng nhé. ACV đây. ACV cộng với 20 vô tư nhé. ACV mũ 10 vô tư. Tôi đặt tên ví dụ như là gạch dưới. À, bằng một thoải mái, a dưới bằng hai thoải mái, nhưng mà sai này, một ab thì là sai, là bắt đầu bằng số thì là không được, máy báo lỗi ngay. Khi mà chúng ta gõ một lệnh mà lỗi thì máy sẽ hiện ra một cái dòng chữ thông báo lỗi, và dòng chữ báo lỗi thường là màu đỏ. Thì thông báo lỗi này thường là như thế này, thường là bắt đầu bằng một cái mã lỗi, đây chính là cái mã lỗi, nó có chữ error đấy là lỗi, còn đằng sau là cái phần mô tả lỗi. Mô tả rồi, bạn thấy không nào? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thì tổng thể ở trong Python thì cái chế độ kiểm chế độ lỗi rất là như vậy. Khi gặp cái lệnh lỗi thì máy sẽ thông báo lỗi. Cái chương trình chạy của Python ấy, cái Python các chương trình lập trình cho Python có đuôi là Py, thì nó sẽ là nó không giống như là Pascal và C. Thì Python là cái chương trình, nó gọi là chương trình thông dịch, nó không phải là biên dịch. Nó khác với chương trình chạy của Pascal và C. Trục bắt của Pascal và C là khi chạy chương trình sẽ thực hiện làm hai bước. Bước một là dịch toàn bộ cái file mã nguồn ra mã máy, ra cái file exe. Xong bước hai là chạy file exe đó trong ổ nhớ. Thì cái ở bước một đó thì nếu có lỗi cú nếu có lỗi cú pháp của lệnh thì máy dừng lại thông báo lỗi. Còn nếu nếu gặp các lỗi khác thì máy không không thông báo. Như vậy là một chương trình mà dịch xong file exe là nó không có lỗi cú pháp. Còn ở Python là chương trình thông dịch, là nó chạy từng lệnh một, từ trên xuống dưới, từ trên, trong Python khi lập trình là mỗi lệnh là một dòng và nó chạy từ trên xuống, nếu gặp lỗi thì nó dừng lại. Cái lỗi này thì không phải là chỉ là lỗi cú pháp, kể cả lỗi logic nữa. Ví dụ như này nhé, thì tôi viết là a, thì tôi viết là a bằng 1, b bằng 0, đúng không nào? Là a chia b, đây là cái lệnh hoàn toàn không lỗi về cú pháp, đúng không nào? Lệnh a chia b lệnh đúng, nhưng mà vẫn có lỗi bởi vì đó là lỗi logic, là lỗi lỗi chia cho không, nên lỗi là lỗi zero division error. Đây là cái mã lỗi chỉ ra là chúng ta đã phép chia cho không vì b là không, mà đây là cái lỗi logic thì máy cũng văng ra. Như vậy là khi mà chạy cái chương trình của Python ấy thì là máy sẽ không thể ra bằng máy và chạy từ trên xuống dưới và gặp lệnh lỗi là văng ra. Như vậy là khi chạy chương trình của Python thì chương trình sẽ văng ra với tất cả các loại lỗi, kể cả lỗi cú pháp lẫn là lỗi logic. Cái này nó khác với Pascal và C. Với Pascal và C
máy sẽ dừng lại văng ra chỉ khi gặp lỗi cú pháp. Còn khi gặp lỗi logic, máy không không văng ra và máy vẫn ra phá XZ. Và khi chạy phá XZ thì nó mới văng lỗi logic. Mà cái lỗi logic của lỗi logic trong chương trình ấy, ở trong Pascal và C, máy chỉ ra mỗi dòng là runtime error, chứ nó không ghi rõ là chia cho không hay là như nào đó. Còn thằng này nó rất hay là các cái lỗi logic nó đều ghi, đều văng ra và ghi rõ cái mã lỗi của nó. Nếu mà các bạn mà hiểu rõ cái mã lỗi này thì chúng ta hiểu ngay à cái chương trình này là cái lỗi gì. Đấy là mấy ưu điểm nữa của cái việc là thông dịch của Python. Python cái thông dịch của Python có một nhược điểm rất lớn là chạy chậm. Đó. Thường chạy chậm hơn so với cùng một chương trình, chậm hơn so với C và Pascal cỡ là từ 5 10 lần, có thể 20 lần. Cho nên nó ảnh hưởng đến cái chuyện là thi học sinh giỏi ấy, thi mà cần phải test ấy, thi online cần test ấy, thì người ta sẽ phải tính toán. Thì thông thường những cái kỳ thi mà cho phép học sinh cài cả chạy cả trên Python thì tất cả những chương trình chạy Python thì ban giám khảo sẽ đưa ra một quy định khác hơn về 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 thời gian chạy. Ví dụ là một cái test này ở trong C Pascal thì là yêu cầu là 1 giây, nhưng Python chậm hơn, trên Python cho phép nó chạy trong 4 giây hoặc là 5 giây, ví dụ như vậy. Đó. Còn lại là như vậy, đó là cái nhược điểm duy nhất của Python, còn lại là rất là ưu điểm, rất là tốt. Đó. Ở đây tôi vừa nói cái như vậy, đây là cái chúng ta tạo ra cái biến nhớ nhé. Đấy. Nó rất đơn giản. Và tôi vừa nói xong là cái cách mà khởi tạo ra cách tạo ra biến nhớ mà thông qua lệnh gán. Thêm một điều nữa là trong Python nó có các từ khóa, và cái từ khóa này là chúng ta không được phép mà đặt tên biến bằng từ khóa, phải tránh từ khóa ra. Để tôi cho các bạn xem cái từ khóa, để tôi chạy bên kia, để tôi chạy cái một cái file slide của tôi. Cái file đây nhé, để cho các bạn xem kia. Đây là cái ấy, nó không quan trọng, để cho nó có một slide, nó mô tả các cái từ khóa của Python cho các bạn xem này. Đây này, để từ khóa đây nhé. Đấy, thì đây là các từ khóa của Python. Đấy. Thật ra là các bạn biết Pascal rồi, cho nên có rất nhiều từ ta biết rồi. Bây giờ từ if này, là lệnh if nhé, lệnh for này, chúng ta biết rồi này, đúng không? Lệnh while này biết rồi này, đó. Chúng ta biết cả lệnh cái bản thân cái từ là true và false, hay là hai cái từ mà là cái từ liên quan đến kiểu dữ liệu và đúng và sai, nó cũng là từ khóa. Đó. Thì chúng ta chú ý nhé. Như vậy là không thể đây tôi không thể viết là vì là true để qua cái này là không không qua cái này là một đấy được là một biến này. Tôi viết đây là một mấy báo lỗi ngay, mấy báo lỗi ngay. Hay là if là một cái từ khóa rất quan trọng của dễ nhánh, chúng ta có thể viết này bằng 10 được, mấy báo lỗi ngay. Đều là syntax error, là lỗi cú pháp, thấy không nào? Đấy, thì đó như vậy nhé. Bây giờ tôi đã tiếp sang phần tiếp theo là rất quan trọng là các lệnh là vào ra dữ liệu qua màn hình. Thì cái lệnh mà in ra dữ liệu là lệnh print thì phải là mở ngoặc đóng ngoặc trong làm cái gì đó. Ví dụ như tôi viết là ví dụ nhé, ở trên này là a là 1 nhé, a là 1, b là 0, thì tôi phải viết đây là a phải b. Nó sẽ in ra các số AB, in ra là 0, 1 và 0. Tôi gán là một câu như thế này. Như này, cái pin. Pin S như thế này. Đó. Để viết là kết hợp với pin là cho phép in ra nhiều các chữ cùng lúc, để in ra những in ra dòng chữ là tin chào. Thì biết này chứ, đúng không? Là dùng lại để print này, sau đó là mở nháy này, in chào phải s gì, ở đây s gì là hà đây này, trên đây s gì là hà ở trên này nhá, s gì là kia là một biến là chỉ cái sâu, đây sâu hà đây nhá, đây ở dưới này là in ra hai giá trị, một là cái sâu từ xin chào, hai là s gì, thì máy sẽ in ra là xin chào hà. Và ở giữa chúng là cách nhau dù cách máy tạo sẵn rồi, enter này, đấy máy này xin chào hà, ở giữa là máy tự động tạo ra dù cách rồi. Đó, chúng ta chú ý nhé, nhiều người không biết là hơi bị thừa dù cách đấy rồi, nhưng mà đây là lệnh xin chào nhé. Đấy.
Bây giờ tôi có thể viết như sau. Tiếp một quá trình là, ví dụ tôi viết là name, đặt tên là name bằng đúng không? Sau đó là print xin chào phẩy name xin chào hà. Đây cái lệnh này mà chúng ta ghép lại với nhau thì làm một chương trình đầu tiên đây. Tôi thử nhé, bây giờ tôi sẽ lập lập chương trình tôi có hai lệnh, lệnh một là name bằng hà, lệnh hai là print xin chào name. Đây tôi vào đây nhé, đây là cái chương trình là Win Personal, là trên soạn thảo lập trình. Bây giờ tôi soạn thảo chương trình đầu tiên của chúng ta nhé. Đây tôi vào lệnh new new và tôi tạo ra một cái file mới đây, file mới có đuôi là p. Tôi sẽ ghi lại nhé. Tôi làm như sau. Đến cuối cùng hai lệnh. Chúng ta dùng lệnh chúng ta phóng to hình dữ liệu này. Chúng ta viết là name bằng như thế này. Enter. Đó là pin. Nó có hai lệnh thôi. Là xin chào gái phải name. Hai lệnh. Một là name bằng hà, dòng hai là print. Vậy đây là chương trình này có hai lệnh. Hai lệnh đúng không nào? Bây giờ tôi muốn chạy nó làm như nào, tôi sẽ phải ghi lại đã, tôi phải ghi lại thành cái file dựa trên đĩa nhé. Đây tôi ghi lại, đây tôi ghi vào chỗ nào đó, tôi ghi vào chỗ này nhé, tôi ghi vào cái chỗ tập huấn cho nó dễ, tập trung đấy cho nó dễ nhé. Đây tập huấn đây này nhé, tôi ghi vào đây là project, tôi ghi vào đây này. Chào đầu tiên nhé, đây là cái file là ghi rồi, file là file chào chấm pi đúng không? File này có hai lệnh. Đấy. Một chương trình có hai lệnh trở lên là tôi tách ra thành một file riêng. Còn nếu có một lệnh thôi thì tôi sẽ làm ngay trên này. Làm ngay ở trên này là có một lệnh thôi thì chạy trên này rồi. Còn từ hai lệnh trở lên chúng ta cần phải lập trình. Đây, và chạy. Thì bấm vào đây là chạy này. Bấm là chạy. Cái quản hiện ra phía dưới luôn. Đây, xin chào Hà thì không nào. Xin này là đây là kết quả nhé. Kết quả nằm ở cái nó nằm ở cái trang ở cái tab là debug io io nhé, chữ io là vào ra đấy. Thế bên này có io, bên này có io này, hai bên đều có cả, nhưng thực ra bên này xin chào Hà đấy nhé, đây io nhé. Đó bây giờ tôi giả sử tôi viết sai nhé, tôi viết chữ p hoa như vậy là cái lệnh này là lệnh sai của tôi, thì ở trong Pascal, trong Python là nó phân biệt chữ hoa chữ thường, đây lại sai thì máy vẫn chạy lại nhà như bình thường. Sau lệnh thứ hai này thì máy báo lỗi, chạy thử nhé. Đó, máy báo lỗi và máy dừng lại ở cái vị trí cái lệnh bị sai. Cái lệnh đầu tiên sai là máy báo lỗi và máy thông báo lỗi ở phía dưới này. Đó. Đấy. Nhưng mà cái lệnh này, cái lỗi này là lỗi gọi là name error. Nên thấy là bạn thấy trên name error chưa, và cụ thể là nó báo là cái tên print này là không không biết, chưa được định nghĩa, vì máy không hiểu chữ print chữ p viết hoa, máy chỉ hiểu chữ print p viết thường thôi. Nhưng mà đây là cái lệnh là lệnh sai, cái lỗi này là lỗi là chúng ta tạo ra một cái biến hay là một cái lệnh mà máy không hề biết cái lệnh đó là lệnh gì, thì chúng ta phải sửa lại. Chúng ta bấm này ta xóa đi, chúng ta sửa lại chữ p thành chữ p thường là được ngay. Đó. Bây giờ chúng ta chạy thử, chúng ta làm được ngay. Đây, xin chào Hà đây. Bạn thấy chưa? Nhưng mà đây là tôi vừa mô tả rất nhanh cái việc là chúng ta chạy một chương trình trên trên Python, nó rất đơn giản, nó đơn giản. Đơn giản còn dễ hơn nhiều so với Pascal, vì Pascal là nó phải là gì? Nó phải dịch qua file XD, sau đó nó mới dạy nó mà làm hai lần. Thì khi mà chúng ta mà chạy với cái file nhỏ thì cảm thấy rất nhanh, nhưng với file lớn ấy thì nó chạy trên dưới nó hơi lâu một chút. Đấy, thì nó chậm là do cái đó thôi. Còn đối với cái file càng lớn ấy thì đối với Pascal và C nó dịch ra file J rất là nhanh và nó chạy cũng rất là nhanh. Chứ là với những file mà càng lớn ấy thì cảm thấy tốc độ giữa hai chương trình nó càng xa nhau. Còn với những cái đây là với những cái lệnh đầu tiên này thì ta thấy nó giống hệt nhau, chả khác gì nhau cả, rất là nhanh. Rồi thì đó là lệnh print. Bây giờ tôi mô tả sang lệnh thứ hai là lệnh là nhập dữ liệu từ bàn phím vào. Đấy, thì đó là input, cái này là đặc biệt đây, input nhé. Bạn thấy không, là tất cả các lệnh của Python đều là bắt đều đều là lệnh này, sau đó là mở ngoặc đóng ngoặc, mà mở ngoặc đóng ngoặc chính là hàm. Như vậy là trong trong Python là mọi thứ đều là hàm hết, giống như là C.
trong C là một tiết độ hàm, ngay cả cái hàm main cũng là hàm. Ở trong trong Python là mọi tiết đều là hàm, còn ở trong trong C là mọi tiết đều là hàm, trong Python mọi tiết đều là hàm, nó không phân biệt là thủ tục hay là hàm mà chỉ khái niệm là hàm thôi. Đấy, input nhé, input là như sau, là input là nhập từ bàn phím một cái gì đó và trả lại giá trị cho cái hàm này là hàm input. Đây, tôi bây giờ tôi enter ngay này, tôi enter ngay và máy sẽ hiện ra máy con trỏ đấy, đứng lên đây con trỏ đang chờ tôi nhập đây, mình tôi nhập là 18 chẳng hạn, máy trả lại giá trị là cái sâu 18, cái sâu 18 đó. Nhưng mà chúng ta mặc dù chúng ta nhập là 18 nhưng mà máy hiểu là một sâu 18, vậy suy ra là gì, suy ra lệnh input này là sẽ nhập vào mọi thứ đều là bằng sâu hết. Bây giờ tôi viết tiếp cái lệnh input bằng dạng ấy hơn nhé. Thế mà nói không ai để lệnh input này, mà chúng ta thường ở đây một cái sâu ký tự, thì cái sâu này là cái dấu, là cái sâu nhất để chúng ta nhập dữ liệu. Đây tôi viết như này, mở nháy là anh nhập tên bạn chấm lúc đẹp. Đây là một cái lệnh chuẩn của input đây, lệnh input này, sau đó là bên trong input bên trong là một cái sâu, sâu này là cái sâu mà sẽ in ra trên màn hình để chúng ta nhập nhập vào ở sau nó, enter nhé. Đấy, nhập trên mạng là hà, máy trả về giá trị là hà. Đúng không nào, tôi để viết như sau, s bằng input input nhập trên mạng hai chấm nhập hà, máy là nhập vào mà trả về giá trị cho cái biến sc chính là hà. Thì như vậy là input là cái lệnh nhập bàn phím và kết quả trả lại luôn là một sâu. Thì tôi giả sử tôi viết là sc bằng sử nhập vào nhiều một dãy số nhé, nhập một dãy số, một dãy số nhập vào là 10 này, 0 này, từ 9 này, 20, nhập vào 4 số nhé. Máy hiểu như nào, enter này, ra S này, S nó là một cái sâu, sâu là gồm có các cái tự này. Như vậy là lệnh input luôn trả về giá trị là một sâu. Cho nên là, chỗ này là đây là ngay từ đầu tiên là đây là cái chỗ là khác biệt so với Pascal và C. Pascal và C là nhập vào sâu là nó hiểu ngay, nhập vào số nó hiểu ngay, và nhập nhiều số là nó hiểu ngay. Cho nên cái việc nhập dữ liệu của Pascal và C là rất là dễ. Ngay từ bài đầu tiên học sinh đã biết cách là nhập vào một dãy số rồi. Nhưng với Python thì không như vậy được. Python đây này, chúng ta nhập vào một dãy số là 10, 0, trừ 9, 20. Bây giờ muốn tách ra thành 10, số 10 riêng, số 0 riêng, trừ 9 riêng, 20, 20, 20. Tách ra là rất là khó, không làm được. Như vậy là ngay từ bài đầu tiên chúng ta không thể làm được việc này. Cái việc mà nhập từ bàn phím một dãy số chỉ được xử lý, chỉ được học ở gần cuối của chương trình. Thì lát nữa thì khi tôi đã sang phần cuối, phần sau thì khi ta học sang các cái kiến thức sâu hơn nữa về sâu thì chúng ta mới học được. Còn bây giờ là chịu. Nhưng bây giờ chúng ta có làm được. Bây giờ chúng ta có thể làm được là nhập một số thì được. Nhập một sâu dễ, nhập một số thì được. Chưa làm như sau. Bạn chú ý. Thì bản thân những cái ký hiệu là in này, là số nguyên này, hay là cái float là số thực này, mà cái nó là những cái hàm đấy. Mà cái nó là những cái hàm tính năng là chuyển đổi. Hàm in này, in là cái hàm này chuyển đổi từ sâu sang sâu sang sâu nguyên, chuyển đổi từ số thực sang số nguyên. Cái hàm float nên là chuyển đổi từ sâu sang số sang số thực nhé. Cái hàm str là chuyển từ số sang sâu. Hàm bool là chuyển từ tất cả các loại khác sang bool, sang là đúng và sai nhé. Ví dụ nhé, tôi dùng cái hàm in đây. Đây, in nhé. Đây. Có thể chuyển đổi từ sâu, sâu của tôi là 23. Nhưng mà cái sâu của tôi là 23 thì tôi dùng hàm in, tôi sẽ chuyển sang số 23. Đơn giản 23. Là in là cái hàm chuyển đổi một cái sâu sang số là sang số nguyên. Hàm float tôi là chuyển ví dụ là một cái sâu, ví dụ là 1 34 chẳng hạn. Nó sang số phần thực 1.34. Vậy nếu chúng ta vào nhập một số thì chúng ta làm như sau. Đây. N, một số này tôi không dùng input
là tôi dùng cái lệnh in đấy, sau đó mới input cho nó là hãy nhập nhập số nguyên hai nháy đấy. Như sau này tôi làm cái lệnh này là nhập một số nguyên này, nhưng mà nhập vào nó là một sâu, chúng ta phải dùng hàm in để chuyển đổi ra thì mới được. Đấy, tôi enter nhé, số là 35, n là chính là 35 đúng không nào. Đấy. Hay là nhập một số thực thì làm như sau, x thì bằng hàm float, đây chính là cái lệnh mà chúng ta nhập số thực, số nguyên và thực ở trong trong Python đúng không nào. Số bất kỳ là 3.67 chẳng hạn, enter máy sẽ ra về cái giá trị là 3.67 nào. Như vậy là đáng chú ý nhé, lệnh nhập là như vậy, nó hơi phức tạp hơn một chút so với cái so với Pascal và C nhé. Còn lệnh in ra thì dễ, in ra lệnh print thì dễ, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi nói sang tiếp theo, tôi nói sang cái ba cái lệnh lập trình cơ bản nhất của Python. Nó giống ba cái lệnh hay có của tất cả các cái ngôn ngữ lập trình khác, lệnh if, lệnh for và lệnh while. Bản chất là giống hệt nhau. Lệnh if là lệnh dãy nhánh giống như là Pascal, for là lệnh lập với vòng lặp cố định giống như lệnh for của Pascal và C. Lệnh while là lệnh lập với vòng lặp là không cố định. Đấy, thì giống nhau nhưng mà cách viết là nó khác nhau, thì tôi mô tả luôn nhé. Đây. Giả sử tôi có một n đó, n số bất kỳ tôi không biết là bao nhiêu nhé. Bây giờ tôi cần in ra, kiểm tra in ra là n là chẵn hay là lẻ. N chẵn, in ra dòng chữ là chẵn, n lẻ, in ra dòng chữ là lẻ. In làm như nào? Nhưng mà phải dãy nhánh gì nữa. Là kiểm tra là nếu n chẵn thì, nếu n lẻ thì làm như sau nhé. Tôi dùng lệnh if. Điều kiện là n chẵn là gì? Là lấy số dư n chia cho 2 bằng 0. Tôi lấy n tôi chia cho 2, đây là cái phép toán để tìm ra số dư và so sánh nó bằng 0. Đây, hai số bằng nhau là bằng 0. Đây là cái phép so sánh là một số bằng 0 là như vậy. Là như vậy, sau lệnh if là một cái điều kiện so sánh. Sau so sánh là một nhóm các lệnh. À, chỗ này bắt đầu khác đây. Một nhóm các lệnh ở trong Python là phải enter và phải là hai chấm xuống dòng và viết thụt vào. Cái này chú ý nhé, nó khác hẳn với Pascal và C. Pascal chúng ta phải dùng là begin end khi mô tả một cái block lệnh, một nhóm lệnh. Còn trong C là mô tả bằng cái nhóm là bằng cái dấu ngoặc nhọn. Nhưng còn trong Python là hai chấm xuống dòng. Đó, in ra, print ra cái dòng chữ là chẵn, đúng không nào? Ngược lại, enter, chúng ta phải lùi ra. Như vậy là sau khi hai chấm xuống dòng thì phải thụt vào, mặc định là thụt vào là đúng 4 space, 4 dấu cách. Thì chúng ta lùi ra để thẳng hàm với if else 1, 2, 3, 4. Else cũng là một nhóm lệnh. Đấy. Phải là hai chấm xuống dòng và print là lẻ. Thế không nào? Thì đó là cái lệnh if. Đấy, biểu thị enter là tôi chạy nhé. Đấy, đi ra chẵn này là thiếu nào. Enter lẻ thì đi ra lẻ. Một đây là cái là cú pháp của lệnh if nhé. If này, sau đó điều kiện này, sau đó là hai chấm xuống dòng và thụt vào. Có thể là ghi ở đây là một hoặc nhiều lệnh nhé, thụt vào hoặc thẳng hàng với nhau. Sau đó là else. Không có else thì thôi thì tôi bỏ qua, còn nếu có else thì là else hai chấm xuống dòng hoặc thụt vào. Đó. Thì đó là cấu trúc của cái lệnh if. Nó rất là đặc biệt nhé. Đấy, nó rất là đặc biệt của nó là phải xuống dòng và thẳng lùi vào thẳng hàng. Như vậy là Python là ngôn ngữ mà mỗi lệnh là một dòng và xuống dòng và rất tất cả các cái chỗ nào mà có cái cấu trúc mà nhóm lệnh ấy, lệnh if này, lệnh for này, lệnh while này là đều phải thụt vào với thẳng hàng. Cho nên là nhìn vào trình Python nó rất là dễ hiểu vì nó rất thẳng hàng, rất là đẹp. Còn ở trong Pascal thì là mặc dù là khuyến khích như vậy nhưng mà chẳng có ai lại begin lại xuống dòng bao giờ. Chúng ta viết luôn lệnh bên cạnh
ít khi máy ghi xuống dòng mới thuật vào lắm, ít khi người ta viết như vậy lắm, cho nên là đa số nhìn vào chương trình của Pascal hay là C là nó rất là khó nhìn vì cái begin end cứ loạn hết cả lên, nhưng mà không biết đâu mà lần cả. Còn thằng này là bắt buộc phải xuống dòng nhé, bắt buộc phải thuật vào đúng bốn cái space cho nó thẳng hàng cho nó đẹp đấy các bạn chú ý. Thì đó là if nhé. Bây giờ tôi mô tả sang lệnh for. Hay lệnh for thì là như sau này. Bây giờ cái dạng ban đầu của lệnh for là như sau nhé. Bây giờ tôi như sau này. Tôi muốn là gì? Giả sử tôi muốn in ra là trên màn hình in ra dãy các số từ 0 đến 99 thì làm thế nào? Giả sử như vậy nhé, tôi in ra từ 0 1 2 3 4 đến 99 thì tôi làm như sau. Chúng ta đặt cái n này bằng là 100. 100. À, chúng ta dùng lệnh for. For nhé, for này, i này, in này, range đấy, sau đó là n. Thì bản thân cái range n là cái gì? Đây chính là một cái dãy số từ 0 đến n trừ 1 hay là từ 0 đến 99. Nhưng mà cái lệnh for ở trong Python cú pháp tổng quát là như sau, là for cái biến nhớ i xong in, chữ i từ khóa in, bản thân in cũng là từ khóa, for là từ khóa, in là từ khóa. Và sau đó là range n, n là số bất kỳ, n là dấu thị bất kỳ. Nếu n là đây n là 100 thì cái range n là chính là từ 0 đến n trừ 1. Sau đó chúng ta phải hai chấm xuống dòng. Đó. Chúng ta dùng lệnh print. Print cho y ra ngoài. Mà nó in y này thôi cho đóng y lại thì nó sẽ in cái y nó sẽ in ra trên một mỗi y là trên một dòng rất là dài. Bây giờ muốn in ra trên một hàng ngang làm như sau, chúng ta sẽ thêm vào bên này một cái tham số nữa là n bằng, là có thêm một cái khái niệm nữa là gì, ở trong hàm nó có thể có những cái tham số được đưa thêm vào ở trong cái hàm, mà khi gọi hàm như này thì những cái tham số này thì người ta không gọi là tham số, người ta gọi là đối số. Nhưng mà cái lệnh print này mặc định là không không có không có đối số là n ấy thì nó sẽ in ra các tham số, các cái giá trị của lệnh in là in trên một in in và xuống dòng. Còn có thêm cái n này vào thì nó sẽ không xuống dòng nữa. Đây cho enter tôi in ra như này, nó sẽ in ra là 0 đến 99 thấy không nào. Đấy. Như vậy là cái lỗi của đây là nó chính là cái range nó chỉ ra là một cái vùng cố định các cái phần tử. Sau đó trên lệnh for này là có số lọc là cố định, thì đây là chỉ cái lệnh lặp, đây là lệnh này này sẽ lặp mà với số lần đúng bằng cái range này đây, chúng ta thấy rõ nhé. Đó. Bây giờ sửa nhé, giả sử chúng ta làm xong, bây giờ tôi giả sử tôi muốn in ra tất cả các số chia hết cho 7 trong phạm vi từ 0 đến 99 làm thế nào, làm như sau, for i in range từ 0 đến 99 đều là n đây, hoặc là 100 cũng được, 100 đấy. Không phải là y ngay ra mà tôi phải kiểm tra nếu như if, nếu mà y chia cho 7 mà bằng 0 thì bị in ra số chia cho 7 thôi mà. Như này mà tôi in y và n bằng đây là in ra các số nằm trong khoảng từ 0 đến 99 mà chia cho 7. Ra cái này là tối như vậy. Thế mà theo con như vậy là lấy for đưa như vậy thôi, lấy for nó chỉ là như này, rất đơn giản. For sau đó là biến in cái gì đó, sau đó là hai chấm. Còn lệnh tổng quát của for là như này, tôi nói luôn lệnh tổng quát của lệnh for nhé là như thế này. Cú pháp tổng quát mà lại chúng ta sẽ là học ngay bây giờ đấy, cú pháp tổng quát của lệnh for ở trong Python là gì, là for nhé, for này sẽ là một cái biến ở đó, cái biến bất kỳ, xong in. Đấy, in là cái từ khóa quan trọng, sau in là một cái ốc, làm có thể là range, có thể là một cái đối tượng dữ liệu bất kỳ đó. Sau là hai chấm xuống dòng thụt vào và các lệnh lặp trong vòng for. Đấy. Thì đây là cú pháp tổng quát lệnh for nhé. Với cái chúng ta vừa làm thì cái này của chúng ta nó là cái range chúng ta vừa biết xong, range n đó. Chà, đây là chúng ta chỉ là một trường hợp thôi, còn chúng ta có thể là for với nhiều cái đối tượng khác.
Nôm na là for, là cái lệnh là cái chính là lệnh duyệt 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 giá trị trên một đối tượng object này đây đây, nhưng mà đây nó là một cái đối tượng nào đó, cái đối tượng dữ liệu nào đó mà hỗ trợ cái lệnh duyệt. Đấy, thì cái đối tượng dữ liệu này là chúng ta sẽ biết là lát nữa sẽ biết ngay là nó chính là mảng này, mảng là hỗ trợ này, nó chính là sâu cũng là hỗ trợ này, sâu cũng là hỗ trợ, và tên là và tên range cũng là một nó là một cái và tên range nó là một cái vùng giá trị cũng là hỗ trợ cái lệnh for. Đấy, thì như vậy là cái lệnh for của thằng này nó không cứng như là Pascal và C là for y bằng 1 to n đâu, mà nó là gì, nó là for một cái biến in object. Đấy, tổng tổng quát hơn là chính là một lệnh duyệt duyệt nhé. Dạ, thế là tôi nói trước như vậy thôi, còn bây giờ chúng ta vẫn dùng lệnh for là chính nhé, lệnh dành for range là chính nhé. Thế việc cái range nhé, cái range thì làm khi mà chúng ta viết range n như này thì máy hiểu là cái dãy số không n trừ một nhé. Nhưng mà tôi có thể sửa lại, tôi có thể tổng quát như sau. Tổng quát là tôi muốn là một cái range từ từ 1 đến n trừ 1 làm nào, thì tôi viết này là 1 đến n. Đây là cái range từ 1 đến n trừ 1. Tổng quát là start, bắt đầu start và định stop. Đây là cái mô, đây là cái ngoặc nữa của range là bắt đầu từ start và tiến đến trước stop dừng lại, từ đến stop trừ 1 thì dừng lại. Đấy. Thấy chưa? Ví dụ nhé. Ví dụ là tôi muốn là tôi muốn như sau, tôi muốn làm in ra tất cả các số in ra tất cả các số chia cho 3 nằm trong khoảng từ 50 đến 100 là thế nào? 50 đến 100 nhân đến cả 100 nữa chia cho 3 thì như sau. For in range 50 đến 100, phải là bắt đầu từ 50 là 101, 100 mà là phải đến 100 tức là trước 101 như thế này đó. Và if hết cho 3 bằng 0 thì in ra. Đấy, thì in ra print print i n bằng, đây là in ra tất cả các số nằm trong khoảng từ 100 từ 50 đến 100 mà chia hết cho 3. Đấy. Như này. Như vậy là tôi thấy là cái range này nó tổng quát hơn là cái, nếu mà range không thôi thì nó chính là không. Vì cái biến start là có thể là mặc định nó là không. Khi tôi biết là range mà biết stop này thôi không gì cả thì máy hiểu là start nó bằng không, là chỉ là không, là không n. Đây mình cái này ví dụ cụ thể ra thì là bắt đầu từ đây, nó bắt đầu từ start là từ đây từ 50 đây nhé. Còn tổng quát là như sau, là mạnh mạnh hơn nữa này, tổng quát là start và stop, sau đó là step nữa cơ. Đấy là các bước mặc định là start là bằng không, mặc định là step là bằng bằng một, tôi có thể bỏ qua, còn tôi có thể viết cụ thể ra. Đấy. Thấy chưa? Ví dụ như là đây nghe, bây giờ giả sử có một cái dãy số cộng bắt đầu từ a bất kỳ a bằng 19, công sai của nó là d bất kỳ bằng 7 chẳng hạn. Bây giờ tôi cần in ra tất cả các số hạng của cái của cấp số cộng này và nhỏ hơn 1.000, và 1.000 thì lại n bằng 1.000. Bắt đầu bằng số a với công sai là 7, cách nhau là 7, làm như sau. For i in bắt đầu là từ a đúng không, lúc 1.000 là n và với công sai là d. Như vậy đây là đây mô tả, đây chỉ là cái dãy số cộng bắt đầu từ a bất kỳ của nó là d và dừng ở trước n, và tôi em y ra đây là n bằng ngang cho nó dễ đúng không? In ra tất cả các số bắt đầu từ 19, kết thúc là trước trước 1.000
và với cái khoảng cách giữa hai số là 7, ND cũng 7. Đấy. Được chưa? Bạn đã hiểu chưa? Đơn giản thế mà đúng không nào? Như chúng ta chú ý nhé. Thì ở đây chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cái dạng tổng quát làm rê lên là như này, nó là start. Đúng không nào? Top và nếu step mà làm mà số là một hay là dương ấy thì nó là cái dãy nó đi lên. Nếu step mà là bằng trừ một thì nó đi xuống. Nhưng mà chúng ta có thể hoàn toàn có thể thay thế bằng cái giống giống như là lệnh for, có lệnh là down to để chúng ta dùng step bằng trừ một nhé. Ví dụ như này, ví dụ tôi in ra cả các số là bắt đầu từ 1.000 và lùi dần. Lùi với độ lùi là cách nhau là 13 và dừng lại ở trước 100 thì làm như sau: for i in range đầu từ 1.000 mà lùi xuống là trước 100 nhưng mà bước này của nó là trừ 13. Thế là như này, đây là cái dãy mà bắt đầu từ 1.000 mà lùi xuống, là lùi xuống đấy. Green E n bằng nó sẽ lùi thôi, nó sẽ lùi xuống đấy. Như vậy là cái step nó có thể là âm nhé, nhưng mà nó step bằng trừ một thì nó giống như là cái lệnh là down to của Pascal đấy nhé. Rồi thế bây giờ tôi nói sang lệnh while nhé. Lệnh while là như thế này, lệnh while thì rất giống, hoàn toàn giống Pascal mà C chẳng khác thứ gì cả. Lệnh while là gì? Là lệnh while là như sau. Lệnh while là như thế này, lệnh while là đây, lệnh while là như này. Là có một lệnh, sau lệnh while là có một cái điều kiện, một cái mục thức logic đúng không? Mục thức logic. Sau đó là hai chấm xuống dòng thụt vào. Đây, thụt vào các lệnh ở đây. Lặp ở đây. Thì như sau này, máy luôn kiểm tra cái điều kiện này, nếu mà đúng thì chạy các lệnh. Xong lại lần tiếp tục như vậy cho đến khi nào mà cái điều kiện này sai thì dừng lại. Như vậy là chừng nào mà cái còn đúng, while là chừng nào mà cái điều kiện này đúng thì máy còn tiếp tục chạy nữa. Như vậy là cái đây là cái lệnh lặp mà chỉ dừng lại với điều kiện là cái điều kiện kia là bằng bằng sai. Như vậy là đây là lệnh lặp mà với số lần lặp mình không biết trước, tùy thuộc vào giá trị của cái điều kiện kia nhé. Đấy, tôi lấy ví dụ nhé. Đây, ví dụ như là chúng ta có một cái dãy số như sau, là bắt đầu từ 6, sau đó là cộng cách nhau là 5, 11 cộng với là cách nhau là 7 đi, là 13 này, nó là cách nhau là 7 là bao nhiêu, 7 là 20 này, đó là 27 này, đúng không nào? Bài như sau này, đưa bài là hãy in ra các cái dãy số này và in ra tất cả các số của dãy trên mà nhỏ hơn 1.000. Đấy, đưa bài như vậy. Dãy ra là bắt đầu từ 6 và cách nhau là 7 và in ra tất cả, không biết là bao nhiêu số, tôi chỉ biết bao nhiêu số thì chỉ biết là in ra tất cả các số mà nhỏ hơn là 1.000. Làm như nào? Làm như này. Chúng ta dùng lệnh while cho nó dễ. Chúng ta gọi là k, chúng ta là k bằng bằng 6 là cửa đầu tiên, và chúng ta vào cái vòng lặp while như này, while k nhỏ hơn 1.000 thì còn làm tiếp không thôi. Nhỏ 1.000 thì chúng ta sẽ làm một lệnh là print k ra ngoài, print k n vào hàng ngang mà. Sau đó là cho tôi k tăng lên k bằng k cộng 7. Đúng. Đây là cái lệnh lặp mà có điều kiện của chúng ta là in ra tất cả các số bắt đầu từ 6 đúng không nào, và kết thúc là trước trước 1.000. Enter nó sẽ in ra. Đấy, in ra các số là bắt đầu từ 6, số lượng tôi không biết trên cái vòng lặp này là số lượng vòng lặp tôi không biết trước, chỉ biết rằng là nó chỉ dừng khi mà k bằng 1.000 trở lên. Thì đây là lệnh while, bạn thấy không? Bây giờ tôi khi lệnh ngoài chúng ta chú ý là không được để cho nó cái điều kiện này mà nó đúng hoàn toàn ấy, nó đúng thì nó chạy vô hạn rất là nguy hiểm
Đây tôi lấy ví dụ nhé. À, đây chọn xem là tôi có thể làm cái gì là lỗi như này nhé, với k bằng một này, xong tôi oai tôi luôn là true là đúng luôn đúng thì lập nó sẽ lập vĩnh viễn. Để tôi in k ra ngoài và n bằng k, tôi bằng k cộng một nhé. Vậy cái này sẽ in ra là dãy số tự nhiên là 1, 2, 3, 4 mà in in cho đến hết. Hết thì thôi, không bao giờ hết, không bao giờ hết cả. In cái vòng lặp là vòng lặp vô hạn vì nó là true luôn đúng. Cho nên lệnh hai lệnh này là sẽ in nó sẽ chạy vô hạn lần. Để chúng ta chú ý enter thử nhé. Nó sẽ in ra là in ra mãi mãi, chúng ta phải đi chơi cả đến chiều về nó vẫn in ra như thế này. Tên càng sau nó càng chậm dần đi. Thì chúng ta phải chú ý là những lệnh như vậy chúng ta rất chú ý lệnh while, là chú ý là để phải cho nó phải dừng lại được nhé. Đấy. Vậy này chúng ta bấm Ctrl C nó sẽ dừng. Ctrl C là chúng ta sẽ là chúng ta sẽ stop lệnh mà lọc ở trên màn hình lại. Được chưa? Thì đó là lệnh while, như vậy là lệnh lệnh if, lệnh for, lệnh while là những lệnh rất là cơ bản, lệnh điều khiển giống như là Pascal và C nhé. Bây giờ để kết thúc thì phần này, trước khi sang phần sau thì tôi nói xong một chút về cái em một cái biểu thức logic mà chúng ta rất hay dùng, là cái biểu thức logic để tính tâm nhuận, đúng không nào? Bây giờ làm cái bài như sau. Làm cái bài là nhập vào từ bàn phím một cái năm nào đó và kiểm tra xem nó là nhuận hay là không nhé. Kiểm tra năm nhuận. Bây giờ tôi sẽ làm trên chương trình, làm trên máy, là trên máy được thôi, mà tôi làm hình cho đây để chúng ta quan sát một chút cho nó dễ nhé. Đây là cái bài mà chúng ta sẽ kiểm tra năm nhuận. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mô tả bằng một lời chú thích. Chú thích của Python là viết như thế này, dấu thăng đó là gì, là kiểm tra năm nhuận. Điều này chỉ có là hai lệnh thôi. Lệnh thứ nhất là chúng ta nhập từ bàn phím một số n. Đây, nhập một số n chúng ta sẽ phải như thế này. Phải qua hai bước vì chúng ta nhập một số là phải qua hai. Qua lệnh input và lệnh in hoặc lệnh float nhé. Nhập số 5. 5 là bất kỳ nhé. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra bạn hay không nhé. Ít này. Cái điều kiện là nhận là gì? Điều kiện còn nhận là nó là hoặc nó phải chia hết cho 400, hoặc nếu không chia 400 thì nó là phải chia hết cho là phải chia cho 4 và không chia cho 100. Đây, như vậy là if n chia hết cho 400. Đó là một điều kiện nhé. Ở trong 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 Python thì cái điều kiện chúng ta có thể viết thoải mái lắm. Hoặc cần phải không không phải để ngoặc, nhưng mà cái phần phía sau này là phải phải để ngoặc, bởi vì là điều kiện như sau. Điều kiện là hoặc là n chia cho 400, hoặc tức là nếu nếu n không chia 400 thì là n phải chia hết cho, thì đây thì là n phải chia hết cho 4, n đồng thời n là không chia hết cho 100. Dấu khác không là dấu này, là dấu là đây nhất. Đây là có hai, đây là cái vế đầu của nó này, vế thứ hai là nằm trong ngoặc này, là có dấu o. Vậy chúng ta nên chúng ta bỏ o ra, bỏ ngoặc ra thì máy sẽ hiểu là hai cái này trước, vậy là cái đằng sau là ưu tiên hơn. Vậy trong ngoặc, còn trong ngoặc này là có chữ n là hai bên bằng nhau, tôi để như này. Đấy, vậy là năm nhuận khi và chỉ khi là hoặc n chia cho 400, hết cho 400, hoặc là n không chia cho 100 đồng thời n chia cho 4. Đấy thì nếu như này in ra print print ra là nhuận nhé, in ra là n phải là năm nhuận, đấy. Ở đây đúng bốn ký tự nhé, đúng bốn, đúng bốn, đúng bốn space nhé. Và n phải không là năm nhuận. Giờ tôi phải ghi ra như là nhuận đi, nhuận.
thử nhé. Đây bấm đây này. Nhân vay nhé, 2022 này. Thì không không thì không là năm nhuận. Đúng rồi. Chạy lại nhé. À, xem là 2024 sẽ là một năm nhuận không? Cái năm 2024 là năm nhuận, 2 năm nữa sẽ là năm nhuận nhé. Năm nay không là năm nay không không là nhuận. Đấy các bạn thấy rõ đây là một cách viết thôi. Cái đây là lệnh if mà nó kéo dài là 1 2 3 4 dòng liền. Là 4 dòng. Mà nhìn vào đây có thấy rất là sáng sủa không? Rất là giá sáng sủa. Nhìn vào chương trình Python nó rất là gọn gàng, rất sáng sủa mà rất là đẹp mắt, đẹp mắt. Nó không khó nhìn như là nó không khó nhìn như là Pascal và C đâu. Pascal về thực chất là rất là khó nhìn luôn. Còn một cái trình Python khi chúng ta đã quen rồi cho thấy nó rất là sáng sủa. Theo tôi là nó sáng sủa. Cho nên là mà nó rất đặc biệt, nó rất phù hợp cho cái kiểu viết mô phỏng thuật toán. Đấy. Cái chương trình mà bằng làm thuật toán ấy thì viết Python là phù hợp nhất, là dễ là thích thích thú nhất vì nó rất là đẹp. Chỗ nào thuật vào thuật ra là rất rõ ràng, chúng ta quan sát rất là dễ. Cho nên hiện nay là tất cả các cái sách tham khảo mà tôi quan sát ở trên thế giới đấy, sách tham khảo mới về thuật toán thì ngày xưa họ luôn là dùng C, họ dùng Pascal hoặc dùng Java để mà demo cho các cái lời giải thuật toán. Nhưng bây giờ gần đây là tất cả đều chuyển sang Python hết. Tất cả các sách mà tôi quan sát đều dùng Python để mô phỏng thuật toán. Cho nên là vì sao như vậy? Vì là nó cái ngôn ngữ Python là nó như vậy, nó rất là dễ quan sát và dễ nhìn. Bởi vì nó là thuật vào thuật ra là rất là nhìn nó rất thẳng hàng, rất đẹp mắt. Đấy. Được rồi, thì như vậy là tôi vừa mới trình bày sơ qua tổng quan cho các bạn xem xong cái phần mà các lệnh ba cái lệnh lõi. Bây giờ tôi sẽ sang phần tiếp theo là tôi sẽ trình bày nhanh hai cái đối tượng dữ liệu rất cơ bản là kiểu dữ liệu list là danh sách, hay là và cái thứ hai là kiểu dữ liệu sâu, sâu về sâu. Thì như vậy là trong Python chúng ta chú ý là chúng ta sẽ học trong chương trình là cũng phải có là sẽ có hai kiểu dữ liệu chính giống như là Pascal thôi, hai kiểu dữ liệu quan trọng nhé, mà trọng tâm của cái sách tin 10 này. Một là kiểu dữ liệu tiếng Anh nó là list nhé, list, và hai là kiểu dữ liệu là sâu tiếng Anh nó là str. Thì cái list này thì là cái list này thì là gì? Thì trong sách nói chung tôi thêm cả hai cuốn sách đều dùng tiếng Việt là kiểu dữ liệu danh sách nhé. Tuy nhiên chúng ta chú ý là nó chính là kiểu dữ liệu mảng đấy, nó chính là kiểu dữ liệu mảng của Pascal, nó chính là kiểu dữ liệu dãy, cho nên nó không chúng ta có dùng từ nào cũng được trong trong những cái từ này. Còn cái từ này nó là dùng từ sâu thôi, sâu ký tự, sâu là sẽ sâu ký tự. Thì chỗ này cũng nói luôn nhé, do là một số người quá quen với Pascal và quá quen với khái niệm mảng của Pascal, mà bây giờ thấy cái khái niệm list ở trong Python nó lại khác nhiều quá so với mảng của Pascal, cho nên rất nhiều người có cái tư duy là cái list của Python là khác biệt so với mảng của Pascal. Đó là cái tư duy rất là sai. Đấy, vừa rồi khi mà chúng tôi mà năm ngoái khi chúng tôi viết vừa sách giáo khoa viết phần này thì bản thân trong hội đồng thẩm định cũng có hai cô giáo là dạy cấp 3, và hai cô này là cô tư duy của hai cô giáo này là hoàn toàn tư duy của Pascal, và bắt các tác giả là phải biết rõ là cái list của Python là khác so với mảng của Pascal. Như vậy là cái tư duy đó là hoàn toàn sai. Tôi nói lại nhé, là cái list của là cái ở trong Python nó chỉ có một dữ liệu list, nó không có dữ liệu mảng, về loại của nó không có dữ liệu mảng giống như là của Pascal, và nó chỉ có một cái list thôi này, mà cái list này nó chính là cái mảng, nó chính là danh sách, nó chính là cái mảng, nó chính là cái dãy, nó là một thôi. Thay cho đáng lẽ ở ngày xưa chúng ta khi mà mô tả trong Pascal và trong C thì mọi thứ đều là cái từ array cả ra, đúng không? Từ array là cái mảng các số thực, mảng các cái tên người là mảng hết. Còn bây giờ nó đổi lại là list thôi, cái tên đổi lại thôi, còn nó không khác gì cả nhé. Còn sâu thì vẫn thế.
Đấy, nhưng mà chính vì khác biệt vậy cho nên là nhiều người là cảm thấy là khi mà dạy delete đọc và mô tả cái list thì cảm thấy giật mình vì nó khác cái mảng quá, là nghĩ là nó khác nhưng mà nó chính là nó. Còn nó khác là vì sao? Bởi vì Python là nó phải khác thôi. Cái cách mà chúng ta thiết kế những người mà tác giả làm ra cái Python là tư duy nó khác, cho nó định nghĩa khác thôi. Không có gì cả. Cho nên là đừng đừng có tập trung, đừng có bị ảnh hưởng quá bằng những cái từ ngữ nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ mô tả cái list nhé. Thì ngay từ định nghĩa chúng ta đã thấy ngay là cái list là đúng đúng là khác thật so với bảng về mặt định nghĩa. Cho nên nhiều người cũng giật mình là phải. Tôi nói luôn nhé, ba khác biệt rất là cơ bản đối với giữa về kỹ thuật ấy, về list khác với bảng. Thứ nhất là list là không cần khai báo thì giống như là biến thôi, còn mảng là cần khai báo, tức là mảng của Python là mảng của giữa, mảng của Pascal và C là cần khai báo đúng không nào. Còn ở trong Python thì giống như biến nhớ thôi, là list không cần khai báo. Là ý là cái sự khác biệt mà nhiều người là dễ hiểu, nhưng khác biệt này mới là cái khó này. Khác biệt thứ hai là cái mảng ở trong Pascal phải khai báo cố định độ dài đúng không nào, còn list thì không, list là không cần khai báo độ dài, nó là một cái dãy động, chúng ta không cần khai báo độ dài, chứ nó có thể là có độ dài bằng 1, độ dài bằng 2, độ dài bằng 0, độ dài bằng n, bất kỳ tùy chúng ta xác định, không hạn chế độ dài, không cần khai báo trước. Đấy, đó là cái điều rất là khác biệt so với khái niệm ngày xưa chúng ta cũng quen. Cái thứ ba nữa cũng là rất là khác biệt là cái khái niệm mảng của Pascal và C là phải các phân tử là phải cùng kiểu in, cùng kiểu số nguyên, cùng kiểu số thực, cùng kiểu sâu. Còn cái list là không, các phân tử của nó là vô tư, chả ảnh hưởng gì cả. Phân tử của nó có thể là các dữ liệu bất kỳ, thậm chí list có thể chứa cả list nữa. Đó, thì chúng ta chú ý nhé, đây tôi bắt đầu mô tả cái khái niệm là dãy này hay là mảng ở trong. Đây chính là mảng thôi, nhưng là mảng của Python thì nó khác với mảng của Pascal. Đây như A đây. Báo một cái mảng như này. Mở ngoặc nhọn một đơn thôi là viết là 1 2 3, thì đây chính là mảng của ba phần tử. Thì ta dùng cái hàm len ra cái dài của nó là nó có ba. Như vậy là thấy là nó có ấy không, đơn giản không? Thì viết là B là một cái mảng khác, B thì viết như này. Đây là mô tả, đây là một cái dãy rỗng, cái mảng rỗng. Len của cái B này là gì? Len của cái B này là gì? Là không. Bây giờ tôi mô tả một cái mảng C khác. Mảng C này là mảng như sau, nó vừa có số này, số nguyên này. Vừa có số thực 7 9. Vừa có sâu ABC, ABC đúng không? Vừa có bool. Không. Vừa có là chứa một cái mảng khác đây, 1 2 3 1 2 đây. Đấy, như vậy là rất đa dạng đấy nhỉ. Vậy là phần tử của một cái mảng nó có thể là rất đa dạng. C đây, C đây của chúng ta đây nhỉ. Như vậy là nó không giống cái mảng của Pascal về mặt định nghĩa, nhưng mà nó chính là mảng đấy. Như vậy là mảng của Python nó là cái này, nó chính là cái list này, nó dịch là list thôi, nó không dùng từ ở đây. Thì còn vì ở trong cái này thì phải học sâu nữa các bạn mới hình dung được là vì sao nó không dùng được ở đây. Vì array nó có lẽ là cái ông này khi ông nghĩ ra cái này ông thấy nó khác cái array của Pascal quá, nên mà ông ta đặt tên khác cho nó thích, list. Mà chính là đặt tên list nó là hay bị nhầm lẫn, chính là cái list là nó hay nhầm lẫn lắm. Cái list là nó nhầm lẫn với khái niệm là linked list. Khi mà chúng ta những ai mà học sâu hơn một thuật toán ấy thì nó có cái niệm là danh sách liên kết ấy. Thì cái list này nó hay nhầm cái danh sách liên kết kia, mà nhiều khi nó rất là nguy hiểm. Thà ông này cũng dùng mảng nó xong, dùng từ array như xong, nhưng ông tác giả này ông lại không dùng cái từ array mà ông lại dùng từ list. Không sao cả nhé, thì đối với chúng ta là không quan trọng. Nếu bạn nào mà quen lập trình Scratch ấy, nhé, thì cái khái niệm là dãy ở trong Scratch nó cũng là list. Cũng là list. Thì tôi có cảm giác là cái người mà thiết lập ra cái ngôn ngữ lập trình cao thả Scratch ấy, nó ảnh hưởng cái ngôn ngữ Python này. Cũng thể họ dùng ngay cái Python này để họ viết, nhưng mà là cái họ dùng ngay cái từ list để mô tả một cái mảng ở trong Scratch. Như vậy là hiện nay chương trình của chúng ta là gì, chương trình thi học của chúng ta là từ các lớp 3, lớp 9 là học Scratch, là học lập trình cao thả. Thì trong đó thì cái khái niệm dãy cũng cũng có thể gọi là list, cũng là danh sách. Còn lớp cấp 3, lớp 10, lớp 12 thì học học Python.
thì cũng có khái niệm là list. Như vậy là hiện nay là giữa học sinh cấp 1 và cấp 1 2 và cấp 3 là trùng tên cái khái niệm là cái dùng cái từ là danh sách nhé. Nhưng còn cái từ mảng vẫn dùng nhé. Cái từ mảng là bây giờ chúng ta hình dung cái từ mảng là dùng khi nào? Cái từ mảng là dùng nói về cái dùng khi mà chúng ta học đến cấu trúc dữ liệu, học thuật toán ấy, thì người ta dùng từ mảng. Mảng là cấu trúc mảng một chiều, cấu trúc mảng hai chiều, mảng một chiều, mảng hai chiều. Còn cái từ danh sách thì người ta hay dùng là danh sách với là danh sách liên kết, là link list. Đấy, cho nên chúng ta chú ý như vậy cái từ mảng cũng dùng. Bản thân tôi là tôi sẽ dùng thường xuyên ba cái từ luôn, dùng tiếng Việt dùng cái từ mảng, dùng cái từ dãy, dùng cái từ danh sách, dùng từ nào cũng được miễn là chúng ta hiểu. Đó, thì chúng ta chú ý nhé. Nhưng mà đây là cái sự khác biệt ban đầu là rất cơ bản luôn, thì chúng ta phải chú ý và đừng có nghĩ rằng là như vậy cái thằng list của thằng này là khác hẳn cái khái niệm mảng. Từ cũ đầu cho đầu cũng cứ nghĩ là mảng tức là phải của Pascal, không phải như vậy nhé. Rồi thì bây giờ tôi tiếp này. Thì bây giờ đối với vì mảng ở trong Python là nó có độ dài là bất kỳ và có thể xác định là không. Thì bây giờ nó phải có các cái lệnh để bổ sung phân tử chứ, xóa phân tử thì làm như nào? Đây, thì chúng ta bắt đầu tới đây là bắt đầu khó hơn rồi đấy. Bắt đầu khó hơn như dạy học sinh. Khi mà chúng ta mà mô tả các cái lệnh làm việc với dãy này hay là với mảng hay là với list của thì chúng ta không phải cái lệnh bình thường nữa, mà đều là những cái nó gọi là phương thức hoặc là nó gọi là method. Chúng ta bắt buộc phải dùng những cái lệnh, những cái method của cái khái niệm là lập trình không đối tượng. Đây thì tôi mô tả nhé. Bây giờ đây như bây giờ a của chúng ta làm một cái list đúng không nào. Bây giờ tôi tay nó ra nó liệu gì, luôn là lệnh tam, lệnh là kiểm soát cái tên của cái kiểu dữ liệu nhé. Nó là list. Đấy, list đây. Và nó cũng có từ, nó có cái class như vậy, nó là cái lớp dữ liệu, nó là một cái đối tượng của lớp dữ liệu list. Và chúng ta sẽ xem đây có lệnh đưa lệnh mới này. Lệnh này lệnh không có ở trong sách khoa được không có, mà chúng ta nên biết thôi. Và có thể nói cho học sinh biết, lệnh đưa là lệnh để chúng ta liệt kê ra các tính và phương thức hay là các cái lệnh liên quan đến list, liên quan đến mảng A, enter. Ra đây là những cái lệnh lệnh mà chúng ta sẽ học trong sách giáo khoa của sách cái đồ tri thức là học bốn trong số những cái hàm này. Còn sách giáo khoa cái gì cũng học bốn, đều hai bên đều mỗi bên đều đưa ra đều đưa ra là bốn lệnh dạy cho học sinh. Nhưng mà cái nhóm lệnh nó lại khác nhau. Nhưng mà chúng ta nên nên biết. Ví dụ nhé. Đầu tiên là cái lệnh là lệnh là bổ sung một phần tử vào cuối của một dãy. Lệnh như sau đây. A là lệnh như này nhé. Để tôi bổ sung phần tử cuối vào A, ví dụ bổ sung phần tử 10 chẳng hạn, thì biết là A khác nhau rồi nhé. A 10. Đây là cái lệnh mà bổ sung phần tử 10 vào cuối của dãy A nhé. Đối tượng A không thay đổi. Đối tượng A không thay đổi, nhắc lại một chút. Không thay đổi và bổ sung vào cái lệnh là viết viết A viết tên biến xong chấm ở pen. Như vậy là cái lệnh mà thiện nó là phương thức sau dấu chấm, là ý là phương thức và thay enter. Như vậy A bị đã thêm vào đây là 10. Ta chú ý chỗ này nhé. Đây cái lệnh này là lệnh như này. Chúng ta nhớ khi mà tôi viết là A bằng như thế này nhé. 1 2 4 là như sau. Máy sẽ tạo ra một cái ô nhớ ở trong bộ nhớ nhé, là một cái object của Python nhé. Và trong ô trong trong này nó có một cái giá trị, nó có một cái v là value nhé. Thì cái value của cái thằng này là nó sẽ bằng là 1, đây chính là value của nó đây là 4 đây nhé. Và a là cái tên, a nó trỏ vào đây thôi, a nó trỏ vào đây nhé. Rồi khi mà tôi viết là a chấm pen 10 thì cái object nó vẫn giữ nguyên, không thay đổi vị trí nhé, vẫn nằm trong bộ nhớ giữ nguyên, và cái value nó thay đổi, 10 được bổ sung vào đây. Và sau lệnh này thì cái value nó sẽ bằng là 1 2 4 và 10. Còn bản thân cái object này là vẫn đứng nguyên một chỗ, không thay đổi. Đấy, cái điều này là cái sự khác biệt đấy.
Cái này là sự khác biệt rất là lớn luôn đấy nhé. Chúng ta chỉ muốn cái này xảy ra cái này nó cũng giống như là làm Pascal thôi, không có gì, là vẫn nằm ở trong cái bộ nhớ đó. Khi mà trong khi khai báo một cái mảng ở trong Pascal, nó có là chiếm vùng bộ nhớ, mà khi chúng ta sửa thay đổi dữ liệu thì nó ấy thôi nhé. Nhưng mà đây là lệnh thêm này, thêm dữ liệu vào thì là như thế này nhé, có lệnh sửa như sau. Các phân tử của một dãy chúng ta có thể truy cập chỉ số giống như là giống như là Pascal, nhưng chỉ khác là bắt đầu từ không trở đi. Đây A này là phân tử đầu tiên, từ cuối cùng của nó là chính là len A trừ một, là phân tử cuối cùng, phân tử 10, len A trừ một thì len A tăng lên rồi, len A còn bị không phải là 3 nhưng mà là 4 rồi đấy, được chưa đấy. Và cái hay là gì, là bản thân các phân tử của là Pascal thay đổi cái này bằng 100 chẳng hạn, lệnh là sửa đổi cái phân tử số 0, phân tử đầu tiên của A lên 100. A là như thế này, thấy không nào, thay đổi. Thế như vậy nhỉ. Bây giờ chúng ta muốn xóa số 2 thì làm như sau. Thì có hai cái xóa. Một là xóa bằng cách là dùng lệnh đen, đen thì xóa, xóa dùng chỉ số mà xóa, ví dụ 100 là 0, 2 là 1, đây chính là xóa 1. Đây là cái lệnh là xóa số 2 đi. Số 2 đi. Chưa? Đen. Hoặc là nếu xóa một số, tôi viết như này, a chấm remove, remove 4 thì là xóa. Thế là xóa, là xóa đi một số nhé. A đây. Thêm vào cho nó vui, a này n một vào cuối a này. Biệt thêm lệnh nữa là lệnh không phải append, append là lệnh bổ sung vào cuối, biệt lệnh chèn vào giữa thì làm thế nào, thì lệnh như sau, a insert, đây là vị trí là không, đây là vị trí này, xong chèn số 2, và đây là chèn số 2 vào đầu không, cho đầu đầu của dãy A. A đây. Bây giờ tôi muốn chèn một số vào sau số 2 và trước 100 thì làm như nào? A insert, insert chèn vào vị trí sau số 2, tức là vị trí 1. 1 là vị trí số là nó là từ 0 mà, như vị trí là 1, và chèn vào một cái số là số 5 chẳng hạn, là chèn vào 5 vào vị trí 1, tức là sau số 2, sau vị trí đầu tiên. Đây, này. Mà nữa như này là cho biết một giá trị và kiểm tra xem giá trị đó nằm ở cái vị trí nào. Thế ta dùng cái lệnh là index. Index kiểm tra số 100. Thì trong phải nằm vị trí đến 0 này, 1, 2, phải nằm vị trí 2 nên trả lại là 2. Nếu như chúng ta đưa ra một cái index mà đưa ra một số con không nằm trong dãy thì máy báo lỗi ngay. Máy là bằng ra cái lỗi là value error. Như vậy là cái index là phải đúng đúng nó. Bây giờ thêm một lệnh nữa nhé, lệnh là xóa các phân tử của A đi. Lệnh clear. Này này, đây. Thì A nó hết đi này. Đó. Như vậy là tôi vừa nói các bạn rất nhanh một vài lệnh mà chúng ta có thể tra cứu là lần này. Thì cách mà tra cứu như này nhé, nếu chúng ta không biết đấy, dùng lệnh đưa này, dùng lệnh đưa để mà kiểm tra những cái lệnh kia, các lệnh nhé. Thế này, lệnh vừa mà những cái lệnh nào mà bắt đầu bằng dấu bằng cái gạch dưới thì là chúng ta không bỏ qua, đó là những lệnh hệ thống chúng ta không quan tâm. Quan tâm là những lệnh bắt đầu bằng chữ bình thường nhé, lệnh append này, lệnh clear này, lệnh copy này, lệnh count này, lệnh extend này, index này, insert này, lệnh pop này, lệnh remove này, lệnh reverse và lệnh sort. Đấy, chúng ta có lệnh tâm đến đó thì chúng ta có thể tự tìm hiểu bằng cách như sau nhé. Nếu chúng ta có lệnh lạ, chúng ta dùng lệnh, chúng ta dùng dùng lệnh là help, help mở ngoặc xong gọi a chấm xong gõ đó, như gõ lệnh sort ngoặc, mà sẽ hiện ra cái trợ giúp
mô tả lệnh đó bằng bằng tiếng Anh. Chỉ nếu ai mà thạo tiếng Anh thì rất là dễ hiểu nhé. Đó. Đấy, bây giờ tôi vừa nói một vài cái ý, bây giờ tôi bắt đầu nói sang cái lệnh rất quan trọng là lệnh duyệt cái phần tử của A. Duyệt thì là dãy là một cái list hay là một cái mảng là cho phép duyệt. Thì bây giờ tôi mô tả các bạn hai lệnh duyệt nhé. Đây A này, bây giờ tôi viết là A này, A là bằng này. 1 này, 2 này, 3 này, 7 này, 9 này, trừ 8 này, 14. Bây giờ tôi có duyệt cái phần tử của A duyệt từ đầu đến cuối thì có hai cách, có hai cách viết. Cách viết đầu tiên là cách viết thông qua cái hàm range đây, for in range của len A. May là nó mà bằng mà đánh phần tử mà đánh chỉ số cùng với hàm range nó làm nó giống nhau, chúng ta dùng nên là đã hiểu. Đấy, và chúng ta in A i ra. Bên ra chỉ là ngang, ta làm như này không như này, không có cái n này đi ra trên một hàng dọc, đi ra trên một hàng chẳng ngang nhé. Cách thứ nhất, đây là cách thứ nhất là dùng hàm range. Dùng hàm range tức là ta hàm range chạy trên cái vùng địa chỉ, vùng cái vùng chỉ số của A. Cách thứ hai là duyệt trực tiếp trên A là for in A, đây là ngắn hơn cả nhé, for in A trực tiếp trên A luôn. Ta in như nhau. Như vậy là cái lệnh for này là lệnh mà lại là dùng qua cái hàm range, còn lệnh for thế là for trực tiếp. Đây chính lệnh nó nội tôi nói đấy, là cái lệnh là cái cú pháp tổng quát của lệnh for. Lệnh for bản chất là lệnh duyệt duyệt trên một đối tượng nào đó. Đối tượng của tôi đây có thể là list, là mảng, đúng không nào? For x in A và print x ra ngoài. Bạn có thấy không nào? Chuyện này nó rất là hay, nó rất là nhanh. Cái bài thần nó rất là hay ở chỗ đây, rất là hay là cho phép là duyệt trực tiếp trên trên A nhé. Còn hay nữa cơ, tôi lấy ví dụ đây hơi cái này hơi mở rộng một chút nhé. Cái này là lớp 10 không có đâu, lớp 11 mới học. Là A được phép là chứa các phần tử cũng là list, cũng là list. Ví dụ như A này. Bây giờ các phần tử là gồm có hai phần tử, gồm có tên người và điểm. Ví dụ nhé, đây. Người chết là phải điểm của anh ta là 7. Như vậy là thứ nhất của A là một list gồm hai phần tử. Phần tử thứ hai của A là một list gồm có hai phần tử nữa là Bình. Điểm của Bình là 10. Phần tử thứ ba là phần tử thứ ba là cũng là một list mà phần là người chết là Oanh chẳng hạn, và điểm của Oanh là 9. Đấy. Như vậy đây là chúng ta đây là mô tả một cái list chứa list. Đấy. Thì cái này mà cái dãy mà chứa dãy thì ở trong cái này khi mà sang năm sau ấy thì nó chính là mô hình mảng hai chiều. Nhưng mà ở đây thì chúng ta không cần hiểu mảng hai chiều, cho hiểu như là mỗi phần tử của list lại là một cái list nữa. Mà cụ thể ở đây là mỗi phần tử của list là một cái dãy hai phần tử gồm có tên và điểm của anh ta. Nên bây giờ thì nếu mà for x in A mà tôi tin thì như thế nào? X in A thì x này là mỗi x này nó là một dãy này. In ra đúng như vậy. In ra là Hà 7 Bình 10 này. Nhưng mà tôi sẽ mô tả hay hơn là như vậy nhé. Cái này là hay nữa này. Cái này là for tên phải điểm A. Đây là cái mới này. Sẽ duyệt là gì? Sẽ duyệt là không phải là trên không phải là x trên A nhưng mà trong cặp luôn là tên và điểm luôn. In A thì tên nó sẽ duyệt trên cái Hà Bình Oanh và điểm duyệt trên là 7, 10 và 96 luôn. Vậy phải in luôn. Đây, print in luôn là tên và điểm luôn. Cái này hay nữa này, hay không? Đây là cái rất là mạnh của Python đây, được chưa?
Rồi, thì bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo nữa là tôi nói sang cái nói sang cái gì, nói sang cái sâu sâu nhé. Đấy, thì sâu chúng ta biết rồi là sâu sâu đây, tôi có thể viết đây, tôi có thể viết là sâu được có ba cách viết, ba cách mô tả, là dùng dấu dấu hai nháy, là dùng dấu một nháy cũng được, một nháy ví dụ như là là dùng một nháy đầu thì cuối nó phải giống nhau, phải là đều phải là một nháy, hoặc là một cách thứ ba nữa là chúng ta dùng là ba dấu nháy đôi nhé, và cũng là ba dấu như vậy, có ba cách, có ba cách để viết ra một cái sâu, một cái sâu ký tự. Chúng ta in ra này, SC nó cũng là như này thôi, SC1 nó là như này và SC2 này là Việt Nam. Còn đây chúng ta mô tả thì như sau nhé, thì sâu thì cũng giống như là Pascal và C, thì Python là sâu là một dãy các ký tự, anh chả hiểu là thế. Tuy nhiên cái điểm rất là khác biệt từ ngay bây giờ, sâu là một dãy các ký tự, do đó tôi có thể viết là len của SC là bao nhiêu, đây len SC là 6, tôi có thể duyệt trên từng phần tử một của sâu for CH in S in ra cái CH ký tự một của sâu như bình thường giống như là Pascal và C, được chưa? In ra là chữ H Hà Nội, NO Nội đây, đúng không nào? Đây. Như vậy là bản thân cái sâu nó cũng là một cái kiểu dữ liệu mà cho phép duyệt. Nhưng mà cái điểm khác biệt như sau này, cái điểm khác biệt thứ nhất là so với sâu của Pascal và C là gì, là ở trong Python không có kiểu ký tự, là không có kiểu ký tự không có kiểu không có kiểu ký tự ở trong trong Pascal và C thì có cái kiểu là kiểu dữ liệu là tra, là kiểu ký tự, còn ở trong Python không có, mà trong Python người ta hiểu là ký tự chính là sâu, là sâu có một, là có độ dài là một. Ví dụ tôi viết là CH bằng A. Ta có thì cái len là cái len của len nó là sâu, nó là sâu, len của nó là một. Đây ai ai cái CH ra thì nó là nó vẫn là sâu nha. Đó là một, nó là cái một là sự khác biệt nhé. Như vậy là ở trong Python không có kiểu ký tự là không không có kiểu dữ liệu là ký tự, là một khác biệt thứ hai quan trọng hơn nhiều, là ở trong trong Pascal và C thì sâu là thực chất là một cái mảng các ký tự, là một cái mảng, dùng từ mảng hẳn hoi nhé, nó chính là một cái array các ký tự. Nhưng ở trong Python thì cái sâu nó không phải là một cái list hay là một cái mảng ký tự, nó chỉ là một dãy các ký tự thôi, khác nhau nhé. Khái niệm là dãy các ký tự là khác, là mảng lại là khác nhau, tôi muốn nhấn mạnh chuyện này nhé, cho là chú ý nhé. Như vậy là sâu ở trong Python là một dãy các ký tự, tôi dùng là một từ dãy đây nhé, một dãy các ký tự, chứ không phải là một mảng các ký tự, không phải là một mảng các ký tự. Cái từ mảng này hiểu giống như là list ấy, là cái đã là mảng các ký tự, chúng ta có thể là thay đổi từng ký tự một, nhưng trong này thì không. Đây để cho các bạn xem nhé, chúng ta có thể duyệt được đây, duyệt từng từ của S, nhưng mà tôi giả sử ở đây là S không của nó chính là ký tự đầu tiên, là ký tự H đúng không? Đây bây giờ tôi thay, là tôi muốn thay cái S không ở Pascal thay thoải mái nhé, thay bằng chữ A, trong Python thì không được, không làm được như vậy, không thay được, không thay được cái, bởi vì cái sâu nó không phải là một mảng các ký tự, hay là trong một cái ngôn ngữ khác mà chúng ta sẽ biết nhé, cái điều này là không nói trong sách giáo khoa đâu mà nó vượt quá chương trình, là khi người ta gọi là gì, cái kiểu dữ liệu bản thân sâu nó là một dãy các ký tự thì ok rồi, thì chuẩn rồi, nhưng mà nó là kiểu dữ liệu mà không thay đổi được giá trị, không thay đổi được. Chúng ta khai báo một sâu là khai cứng luôn, khi tôi mô tả S là Hà Nội là không bao giờ thay đổi được cái này, không bao giờ thay đổi, không có chuyện là thay đổi từng ký tự một nữa,
cái đối tượng đó được tạo ra là cứng. Thì như vậy là trong tổng thể ở trong Python thì các đối tượng dữ liệu người ta chia làm hai loại tổng thể nhé. Người ta chia làm hai loại ở trong Python thì tất cả các object dữ liệu đấy, object tổng thể người ta chia làm hai loại. Một loại là không thay đổi được giá trị, ta tạo ra là cứng luôn, không thay đổi được giá trị, không thay đổi được giá trị nhé. Như vậy ở trong Python là khái niệm object và khái niệm value là hai khái niệm khác nhau nhé. Người giá trị thì cái dữ liệu này người ta gọi là dữ liệu là bất biến. Nói chung người ta dùng từ bất biến. Đấy, bất biến nhé. Cái dữ liệu in là bất biến này, dữ liệu là float này là bất biến này, dữ liệu là bool là bất biến này, và dữ liệu là str là sâu là bất biến. Còn loại thứ hai là dữ liệu là thay đổi được giá trị của mình, thay đổi được giá trị. Thì tạm thời tôi dùng từ là khả biến. Khả biến thì dữ liệu là list chính là khả biến đấy. List là chúng ta thay đổi được giá trị, thay đổi từng phần tử một. Các bạn có thể thêm bớt phần tử, thêm vào đầu thêm vào cuối thoải mái, thay đổi dữ liệu thoải mái, có thể xóa đi tất cả các phần tử bên trong vô tư. Thì đó chính là cái thao tác là thay đổi giá trị đấy. Xóa đi phần tử là thay đổi giá trị của nó. Thì list là cái đối tượng là cho phép thay đổi, thì người ta gọi là khả biến. Thì mọi đối tượng ở trong Python đều chia làm hai loại hết, bất biến và khả biến. Thì là tất cả các dữ liệu mà chúng ta quen thuộc là đầu đấy, như là in, như là số thực, số nguyên, là logic hay là sâu, đều là bất biến, không thay đổi được. Nhưng mà riêng mảng thì gọi là mảng hay là list đi, danh sách đi, mảng hay là dãy, trong nghĩa đúng nghĩa là trong nào đó đấy, thì là một cái mảng này, gọi là dùng từ mảng, thì nó là thay đổi được giá trị. Thì chúng ta chú ý nhé. Cho nên là sâu thì không thay đổi được giá trị. Tuy nhiên chúng ta kiểm tra xem là kiểm tra cái em sâu nó có nhiều phương thức không. Sâu là nhiều phương thức, thấy không nào? Đấy, phải đến hơn 20 cái phương thức. Đấy. Thì ở trong sách giáo khoa sẽ chỉ nói hình như tôi không nhớ lắm, chỉ nói ba phương thức thôi, ba hay là bốn phương thức thôi. Thì là ba, thực chất là ba phương thức. Không không hết, các bạn có tự tìm hiểu nhé. Chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm. Theo tôi thì những người giáo viên chúng ta nên biết, nên tự tìm hiểu, nó không không có gì là quá khó. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ trình bày các bạn đây là chúng ta sẽ trình bày ở đây là ba phương thức. Và ba phương thức này là từ ba phương thức này chúng ta sẽ làm rất nhiều việc khác đây. Thì phương đầu tiên là phương thức là gì? Là phương thức là tìm ra cái vị trí của một số con trong số mẹ. Là Hà Nội nhé. Tôi kiểm tra xem là cái sâu, cái chữ Hà nằm ở vị trí nào trong SC thì dùng lệnh này S file, dùng lệnh file. Và nên tôi viết đây là Hà Thuyền. Đây là cái lệnh là gì? Tìm xem cái số con Hà này có nằm hay không ở trong sâu mẹ SC. Nếu mà không tìm thấy thì trả về giá trị là -1. Còn nếu thấy thì trả về cái chỉ số đầu tiên mà chứa cái chữ Hà này, enter nhé, thì nó về là 0. Đấy. Vì là trên H là nằm đầu tiên mà. Giả sử tôi kiếm một cái từ khác nữa. File là dấu cách. Không. Đó. Dấu cách này nằm ở vị trí này này. Nằm vị trí là 012, nằm ở vị trí số 2 đấy. Enter ra số 2 đấy. Vì không thấy nhé. Bây giờ tôi tìm ví dụ khác nhé. Là file. Tìm là đà. Không thấy. Báo. Nó báo hiệu là từ 1 là không thấy. Vậy là lại file là một cái lệnh, một cái phương thức rất là hay nha. Rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả tiếp hai phương thức nữa, đó là nằm trong trong cái cuốn sách của cơ đồ tri thức là mô tả rất là kỹ hai phương thức. Một phương thức là split là phương thức này là tách các cái từ độc lập ở trong một cái sâu ra. Ví dụ như S của tôi là Hà Nội thì S.split. Đây là cái lệnh như sau. Lệnh này sẽ tách từ Hà Nội ra thành hai từ độc lập là từ Hà và từ Nội, và đưa nó vào một cái list, một cái dãy, trả về giá trị là một cái list. Có hai từ, có hai phần tử. Phần tử đầu chính là Hà, phần tử thứ hai chính là Nội.
Đó, phải chưa? Thì chính cái chức năng này là rất là mạnh, cái speed là cái rất là mạnh, nó giúp chúng ta làm rất nhiều việc mà ngay bây giờ chúng ta làm này. Cái từ này, cái chức năng này là chức năng giúp chúng ta là nhập từ bàn phím một dãy các số đây, là chính là cái này. Thì lỗi tôi nói nhé, bây giờ chúng ta nhập từ bàn phím là một dãy các số. Mình làm thế nào để có thể tách ra các số và để trả về được một dãy số là các dãy số, làm thế nào thì dùng chính cái chức năng này. Chúng ta làm thử nhé, bây giờ tôi làm thử, biết tôi viết là cái F gì thì đấy nhé. Thử tôi nhập vào bàn phím là số 12 này, số 0 này, số là trừ 9 này và số 10, ví dụ thế nhé. Và đây là một cái show đúng không? Đây là một show gồm dãy các số đây. Bây giờ tôi làm thế nào rồi lấy được số 12, số 0, số 9 và số 10 mà tôi đưa nó vào một cái dãy, làm cách nào? Làm cách như sau. Tôi dùng chính cái hàm split, viết A bằng S chấm và split. Vì A nó là như này. Nhưng mà nó chưa đúng vì này các phần tử của A nó là sâu. Vì muốn chuyển đổi sang thành số làm như sau. Tôi dùng lệnh for i in range len A. Mỗi A như vậy, phần tử của A tôi sẽ chuyển đổi. Tôi phần tử i đây, tôi sẽ biến đổi dùng hàm in. Tôi chuyển đổi về về số A. I. Lệnh for, lập for dọc theo phần tử, dọc theo các chỉ số của A, và với mỗi cái phần tử như vậy, với một chỉ số như vậy, tôi AI bằng in của AI là nó sẽ chuyển về được đáp số đây. Đáp số là A chính là 12 0 trừ 9 10. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ làm được việc đó ở, ở, ở ngay trên màn hình đấy, và chúng ta có thể viết cái chương trình như vậy là nhập từ bàn phím một cái dãy số mà chúng ta sẽ làm cho các bạn xem nhé. Đây rất đơn giản. Đây. Chúng ta làm cái bài số 3. Là cái bài là nhập từ bàn phím một dãy số nhé. Như vậy là tới cái bài này, đây là cái bài mà ở gần nửa cuối của chương trình rồi thì mới học đến cái lệnh là nhập từ bàn phím một dãy các số. Khác với Pascal, Pascal và C là ngay từ bài đầu tiên đã học cách nhập một dãy số thoải mái, bao nhiêu cũng được. Còn ở đây thì không. Với Python thì sang cái bài này thì học cách là nhập một dãy số nhé. Đây. Bài này là nhập nhập một dãy số nhé, bàn phím nhé, bàn phím nhé. Riêng của nó là nhập hai số, đây tôi tổng quát là nhập n, là n số luôn nhé. Rồi chúng ta sẽ mô tả cách nhập hai số như nào cho nó hai số đơn giản thôi. Đây tôi viết là s thì bằng này input, input thì nhá, input nhập vào là sâu nhé, nhập dãy số cách nhau bởi dấu cách, luôn là dãy số nguyên nhé, chú ý là nhập số nguyên khác, số thực khác nhé. Đấy. Nhập xong rồi ta sẽ dùng những làm lại dùng cái này để ra, sau đó là for i in range len a. À, dùng cái hàm đổi về là chúng ta cuối cùng ta clean ra đây, clean ra clean a ra để kiểm tra tôi đã đúng chưa nhé. Bây giờ tôi ghi cái này ra là dãy số cái bài, nhưng mà chúng ta phải dùng một cái phương thức của show là split nhé. Đây tôi chạy thử nhé, thì ở đây thừa một dấu dấu thừa một dấu này bên hai nhé. Đây tôi nhập ví dụ như là 10 trừ 9 15 0 0 2 để máy in ra nên nó ra trả lời là 10 này trừ 9 15 0 0 2, chính xác rồi đúng không, được chưa? Đấy, bây giờ tôi sẽ làm một cái bài số bài khác về trường đây, nhập n số thì thế, nhưng mà bây giờ nhập hai số cho dễ hơn, đây tôi làm một cái bài nữa nhé. Nhưng mà đây, cái bài là nhập hai số thì nó còn ngắn hơn nữa nhé, còn ngắn nữa cơ, vẫn dùng cái thôi được nhé. S này bằng là input nhập hai số, nhập hai số tự nhiên m phẩy n nhé, mở dấu cách rồi
Tôi viết A bằng, cần viết A thì tôi viết A bằng cho đây A chấm S sub S rồi split nhé. Bây giờ A nó sẽ là A là một dãy của hai phần tử là sâu. Bây giờ tôi biết đổi như sau, tôi viết là n bằng in in của A0. Từ đầu tiên của A là A0 đúng không? M phần tử hai tức là in của A1. Vậy là đơn giản lắm. Và cái print ra. Cái print ra M và N ra. N trước đó. N và M. Thử nhá. Là cái gì ra? Là nhập và tạo ra nhập hai số nhá. Đây. Nhập là 10.67 chỉ ra hai số là 10.7. Đấy, như vậy là chúng ta chú ý cái đó là cái hàm split nhé. Bây giờ có cái hàm thứ hai là hàm ngược lại của hàm split là hàm join. Hàm join là như sau, hàm join là đầu vào là một dãy các cái sâu bị tôi ghép lại. Hàm split là hàm cho trước một sâu và tách các từ ra. Còn hàm soi là hàm ngược lại là cho trước một dãy các sâu và làm và tôi nối lại. Tôi lấy ví dụ như này, tôi lấy ví dụ cho con cho một cái dãy A, cho một dãy A của các phần tử như là tên của tôi nhé, Bùi này, Phẩy này, Việt này nhé, Phẩy này. Như vậy là đây là tên của tôi, đây là ba phần tử, ba cái sâu con. Bây giờ tôi muốn gộp lại thì mình làm như sau. Tôi viết là đây dùng cái đây là cái ký tự nối này chấm này join này join nó sẽ nối các cái sâu phân tử của A lại và dùng cái tự này làm cái tự nối là cái tự dấu cách và trả về là một sâu. Thì đây là cái lệnh mà ngược lại thì cái đây là cái như vậy cái chức năng này là cái lệnh join này kết hợp với lại split chúng ta làm rất nhiều việc khác nhau. Tôi lấy ví dụ nhé, bây giờ nhập đầu vào của chúng ta, bây giờ nhập đầu vào là một cái tên bất kỳ. Sau sửa tôi nhập nhập bị sai nhé, đây tôi nhập bị sai, tôi nhầm gì này, Bùi này, rất là sai, nó nhầm số cách ở giữa rất nhiều. Đây hay là như này nhé, bây giờ tôi bài tập của tôi là tôi xóa đi tất cả các dấu cách ở giữa và ở đầu và cuối đi. Thì làm như sau, tôi dùng lệnh split tôi tách nó ra và dùng lệnh join tôi nối lại, thế là xong. Được chưa? Làm như sau này, tôi dùng lệnh a bằng s chấm split một bước, bước thứ hai tôi lại nối lại, tôi viết là kết quả tôi dùng là dùng s một kết quả lại đi bằng bằng thế này chấm join một đây. Nhưng mà chúng ta có thể bây giờ gộp gộp lại tôi làm như sau, tôi gộp cả hai quả lại tôi làm như sau, tôi viết là S1 bằng join của cái gì, join của cái là S chấm đấy là đầu tiên là S này tôi split thì tôi tách ra này, sau tôi dùng join tôi gộp lại và trả về giá trị là S1, được chưa? S1 là cái này. Vậy đầu vào của tôi là S là cái chữ này, đầu ra là cái này. Đấy. Một ứng dụng nữa nhé, là cái bài chúng ta hay dùng là cái bài là cho trước một tên mà chúng ta sẽ tính ra là họ đệm và tên riêng ra. Giả sử một người dài nhất tên là Võ Thị Võ Trương Quang, lấy ví dụ như tên rất là dài nhé. Bây giờ tôi tách ra tên là Thiều, họ là Võ, đệm là Trương Quang, làm như nào? Đây là như sau, tôi dùng cái này, tôi dùng cái S ra. An sẽ là cái này, Võ Trương Quang Thiều. Bây giờ tôi muốn gộp lại, tôi muốn tách phần họ, họ đây, họ là sẽ bằng bằng A không là họ đúng rồi này, họ đây tên
là điều tôi giờ tên bằng bằng là phần tử cuối cùng của A. Của A là chính là len A trừ 1 đúng không? Len A trừ 1. Đây. Tên đây. Ở giữa, ôi ở giữa thì hơi khó, ở giữa thì phần giữa tôi phải lấy ra cái phần của A mà bỏ đầu vào cuối, thì cái này là cái phải dùng cái khái niệm là là vùng chỉ số. Tôi cứ cứ biết quả ra nhé, còn lấy A ra thì cái vùng chỉ số là như sau, là chỉ ra cái chỉ số đầu tiên mà tôi muốn lấy ra, thì ở đây phần họ tôi phải bỏ ra, lấy bắt đầu từ chương, từ vị trí là một, sau đó là hai chấm, và mô tả phần cuối là phần kết thúc trước trước kia trước cái chỉ số, trước cái phần này. Như vậy là đây chính là len a trừ một, như vậy đây chính là đây là viết là len a trừ một. Đây chính là dãy con của a, lấy ra là chính là phần trương và quang đây. Đây b là trương quang, nhưng mà bây giờ tôi là phần họ, phần đệm là cái này, phần đệm chính là cái này nhân với b là join của b, join của b đệm này. Đấy, không quá. Được chưa? Bây giờ tôi viết lại tổng quát thêm một cái hàm cho các bạn xem nhé. À xin lỗi, chưa học đến hàm thôi được. Thôi, tôi đây dừng lại đây thôi. Bây giờ chúng ta hết thời gian rồi, bây giờ tôi nói thêm xong một chút về hàm, hàm ở trong trong Python. Hàm trong Python thì về định nghĩa là nó quá đơn giản nhé. Đây, chúng ta chú ý nhé. Về hàm như sau này, trong Python thì mọi thứ đều là hàm hết và đều là hàm. Thì đều định nghĩa bằng bằng cái từ khóa là def, def đó là tên hàm, như là f đó là mở ngoặc đóng ngoặc, bên trong này có thể có tham số như là x gì y, có thể là không có tham số. Sau khi mô tả hàm, đây là f này, def này, sau đó là f tên hàm, sau đó là mở ngoặc đóng ngoặc mô tả tham số, sau đó là hai chấm xuống dòng và mô tả cái thân của hàm. Ví dụ tôi làm như sau, ví dụ tôi viết là tôi tính toán là x thì bằng, ví dụ nhé, ví dụ tôi viết là n bằng x y đấy. Và tôi trả chữ v bằng lệnh là return return n. Vậy cái bài này là bài này. Tổng của x và y thôi. Đó. Vậy là đây là một cái định nghĩa của hàm nhé. Bây giờ tôi gọi hàm này là gọi f này, tự nhiên là 1 2 thì anh nói trả giá trị là tổng cũng là 3. Tổng đây là đi thân n mà. N đây là 3 thôi. Đấy, bạn thấy không nào? Đấy, như vậy là định nghĩa của hàm. Nếu hàm mà không có cái return này hoặc có return nhưng không có giá trị thì hàm đó là hàm là không trả giá trị, thì chúng ta hiểu hàm không có thể trả lại thì người ta hiểu đó là thủ tục thôi, là chương trình con. Nhưng mà trong trong cái lấy ví dụ như đây, ví dụ hàm đếm này nhá, tôi muốn thử cái hàm đếm nữa là hàm này là không có cái gì trả lại đếm nhá. G đây anh có một lệnh thôi là print, của tôi là lệnh print cái dòng chữ là xin chào, nó có một lệnh thôi. Tôi gọi hàm này, hàm này ra cái lệnh xin chào. Nhưng mà đây là một cái hàm khác mà không có từ khóa return và không có trả lại, cho nên là nó là một thủ tục. Như vậy là khi gặp return thì lập tức là hàm dừng lại và trả về giá trị ở đằng sau cái return này. Nếu đằng sau mà không có thì cũng dừng lại luôn, cũng dừng lại luôn. Được chưa? Đó. Nhé. À, tôi lấy ví dụ khác nhé. Đây tôi lấy ví dụ cái hàm khác, hàm này như sau này. Hàm này là thủ tục giá trị đầu vào là n này. Như sau này. Nếu n mà nhỏ hơn 10 thì tôi không làm gì cả. Còn nếu n mà lớn 10 thì tôi in ra cái dòng chữ là ok. Tôi lấy ví dụ thế nhé. Làm như sau này. If n mà nhỏ hơn 10 thì tôi không làm gì cả. Nếu mà lớn hơn 10 nhé. Nếu nhỏ hơn 10 thì tôi sẽ return mà không làm gì cả. Return nhé. Lại else. Nếu n mà lớn hơn 10 in ra cái dòng chữ lớn, số lớn. Đấy. Và đây là cái bài nhé.
Nếu mà f mà nếu n nhỏ hơn 10 thì tôi đi hơn không thôi, như vậy là dừng lại, cái định thân là có nghĩa là dừng lại mà không làm gì cả. Còn l sẽ in ra là số lớn cũng kết thúc luôn. Vậy là gọi f là 7 chẳng hạn, nó không ra cái gì cả, không có gì. Mà f 11 thì nó thông báo ra là lớn. Chúng ta chú ý cái từ đi hơn nhé. Đó. Đấy. Thì ở trong cái cuốn sách nhà cơ đồ tri thức thì tôi có một cái đưa ra một cái định nghĩa như sau này, là khi mà chúng tôi khai báo thì cái n này người ta gọi là tham số, người ta gọi là tham số của hàm. Khi tôi gọi hàm đây thì người ta gọi cái này là nó gọi là đối số của hàm. Như vậy chúng ta chú ý là trong bài thân người ta phân biệt người ta phân biệt ra hai hai cái định nghĩa khác nhau nhé, là khái niệm đó là tham số là những cái mà được mô tả khi khai báo hàm, các cái tham biến mà mô tả khai báo hàm, và cái tham và cái đối số là cái giá trị khi mà ta gọi hàm. Như vậy là một cái hàm mà khai báo có bao nhiêu tham số thì khi gọi hàm là có bấy nhiêu cái đối số. Như vậy là trong ở ở trong Python chúng ta phân biệt hai hai cái từ này, tham số từ tiếng Anh nó là parameter nhé, còn đối số tiếng Anh nó là từ là argument. Vì sao là phải tách ra như thế này? Vì nếu mà bỏ qua cái lệnh này thì các bạn nhiều khi các bạn lại nhầm lẫn sang so với Pascal và C nhé. Pascal và C thì khái niệm là tham số này này thì ở trong Pascal và C người ta gọi là tham số hình thức. Ừ. Chúng ta nhớ lại một tí nhé, tham số hình thức. Còn đối số khi gọi hàm, chuyển giá trị vào hàm thì ở trong Pascal và C người ta gọi là tham số thực sự. Như vậy ở trong Pascal và C nó chỉ có từ tham số chứ không có từ đối số. Được chưa? Còn ở trong Python thì nó lại khác, nó lại rất khác. Nhưng mà ở đây chúng ta dừng lại cái định nghĩa thôi. Vậy chúng ta phân biệt cái hai cái từ khóa, giữa hai cái từ rất quan trọng là từ là tham số và từ đối số. Tham số là những gì chúng ta mô tả khi khai báo hàm. Nhưng khi đã gọi hàm rồi thì nó là chúng ta dùng từ là đối số. Và đó là hai cái từ rất là khác nhau. Thì dừng lại ở đây thôi, đối với lớp 10 dừng lại ở đây thôi, nhưng mà nếu các bạn mà tìm hiểu sâu hơn nữa thì có thấy là nó rất là khác nhau, nó rất là khác biệt so với những cái khái niệm là tham số hình thức, tham số sự này. Nhưng mà cái phần này nó đi sâu quá chứ hôm nay tôi không nói, các bạn hãy tìm hiểu thêm những quyển sách khác nhé, hoặc tìm hiểu thêm trong cái cuốn sách mà tôi viết. Là hiện nay tôi có một cuốn sách là Python cơ bản thì cuốn đó cũng khá sâu và nó nói rõ cái khái niệm là tham số và đối số. Nhưng thế này tôi đang viết một cuốn nữa là cuốn gọi là tham số là Python nâng cao, thì cuốn đó tôi sẽ mô tả rất là tỉ mỉ cái phân biệt giữa khái niệm tham số và đối số, nó rất là sâu, nó vô cùng sâu sắc nhưng mà nó rất là sâu của Python. Được chưa? Bây giờ tôi đã sang ý cuối cùng ngày hôm nay và chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé, là ở trong cái cuốn sách giáo khoa tin 10 của Khánh Diều thì không nói khái niệm này, nhưng mà ở trong cuốn cái đồ tri thức thì có một cái hẳn cái bài học, một là đó là cái bài cuối cùng của hàm, là cái bài nói lên cái sự gọi là gì, là cái miền tác dụng, cái vùng tác dụng của biến so sánh với hàm là như thế nào. Thì cái phần này tôi muốn chính bản thân tôi là người viết phần này mà, thì tôi cố tình tôi đưa ra cái phần này để cho chúng ta phân biệt cái sự khác biệt, rất là khác biệt cơ bản giữa Python và Pascal ở chỗ này. Thấy chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ cùng chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút nhé. À, để chúng ta hình dung cái chút cái bài này. Cái bài này nó có tên là cái vùng, cái miền tác dụng, là cái vùng, hay là cái vùng tác dụng, hay là cái vùng tác dụng của biến. Hiểu đây là so sánh với hàm số đúng không? Thì đầu tiên chúng ta phải xác định cái tên của gọi và so sánh với Pascal nhé. Thì biến ở trong so sánh với hàm thì ở trong Pascal và trong Python nó đều giống nhau, đều có cái tên giống nhau, là nó có hai cái khái niệm về biến. Một là biến tổng thể,
và hai là biến địa phương. Về định nghĩa là nó giống nhau nhé. Biến tổng thể là biến được khai báo ở bên ngoài trong trình chính, ở bên ngoài tức là các hàm thì nó gọi là biến tổng thể. Còn biến địa phương là biến được khai báo ở bên trong một cái hàm, được chưa nào? Đấy, thì chúng ta nhớ lại nhé. Chúng ta nhớ lại một chút ở trong cái đây là Pascal này, đây là Python này. Pascal và C là giống nhau nhé. Đây thì hiện nay chúng ta đã quá quen với Pascal và C rồi, thì chúng ta định hiểu như sau này, là biến địa phương thì chỉ có tác động ở bên trong hàm thôi, chỉ có tác dụng ở bên trong hàm, có tác dụng bên trong hàm, bên trong hàm và không có tác dụng ra bên ngoài hàm, thấy chưa? Biến địa phương. Còn biến tổng thể ở trong Pascal là có tác dụng, có tác dụng trong tất cả, trong tất cả các hàm, trong tất cả các hàm. Như vậy khi mà biến khai báo ở bên ngoài hàm thì bên trong hàm không cần khai báo lại nữa, khai báo lại là lỗi luôn, và dùng tổng thể dùng trong tất cả mọi chương trình, trong toàn bộ chương trình. Thì đó là cái mà chúng ta đã quen thuộc quá rồi. Thì bây giờ chúng ta sang với Python thì như thế nào. Thì sang Python thì biến địa phương cũng hệt như vậy, là chỉ có tác động ở bên trong, chỉ có tác dụng ở bên trong, trong hàm. Như vậy là đối với biến địa phương nhé, thì hai bên này là hoàn toàn là giống nhau, thì phần này là phần dễ, không có gì cả. Nhưng mà biến tổng thể thì là vô cùng khác biệt. Cái chỗ này là chỗ khác biệt rất là lớn và rất nhiều người nhầm lẫn. Chỗ này mà chúng ta không để ý thì làm bài tập sẽ sai hết, làm bài tập làm chương trình sẽ bị sai hết, sẽ bị nhầm lẫn hết tất cả cái chỗ này. Biến tổng thể ở trong Python là như nào? Là nó không có tác dụng ở bên trong hàm nhé. Đặc biệt lắm, một là không có tác dụng ở bên trong, không có tác dụng ở bên trong hàm, bên trong hàm, được chưa? Và vì không, cho nên là chúng ta thấy là bên trong hàm được quyền khai báo lại thì biến đó thoải mái ở bên trong, chẳng hiểu gì bên ngoài cả. Bên ngoài có biến x gì, bên trong hàm biến x gì, chả sao cả. X gì bên ngoài là biến tổng thể, x bên trong là biến, x bên trong là biến biến địa phương, dùng vô tư, hai bên đó nó không liên quan đến nhau. Đó là một ý nhé, rất là một ý là không có ở bên trong hàm. Cho nên đây là cái điểm, đây là cái chỗ rất là khác biệt so với Pascal nhé. Ý thứ hai rất là quan trọng luôn. Ý thứ hai là như này, là ở bên trong hàm thì biến tổng thể không có tác dụng, nhưng mà bên trong hàm vẫn nhìn thấy nó, ở bên trong hàm nhé, trong hàm vẫn nhìn thấy biến tổng thể, vẫn nhìn thấy biến tổng thể, biến tổng thể nhé, nhưng mà không nhìn thấy nó như là một biến, mà nhìn thấy nó như là một đối tượng, như một đối tượng. Đấy, cái này là cái rất khó này, như một đối tượng, như một object thôi. Đấy, cái chỗ này là chỗ mà cũng rất là khác biệt luôn nhé. Nó không, nó ở bên trong thì nó không coi là một biến, nhưng mà không phải nó không nhìn thấy, không nhìn thấy là khác, nó vẫn nhìn thấy cơ. Thế nó mới khó, thế nó mới khó của thằng Python nhé. Và ý thứ ba nữa là bên trong hàm có thể khai báo, chỗ này thì đặc biệt nhé, bản thân cái biến ở trong Python thì không có khái niệm khai báo biến, nhưng mà nếu chúng ta muốn dùng lại cái biến tổng thể ở bên ngoài hàm, chúng ta phải khai báo lại, chúng có thể khai báo lại cái biến đó, khai báo lại biến tổng thể, khai báo lại biến tổng thể với cái từ khóa là global, là với từ khóa global, thì nó được dùng như là biến bình thường. Đấy, như chúng ta chú ý như vậy, đối với biến tổng thể có ba cái đặc điểm đều rất là khác biệt hẳn so với Pascal và C, và ba cái này làm cho cái việc mà chúng ta xử lý biến tổng thể ở trong Python là tương đối khó, rất là dễ nhầm lẫn. Mà tiên khi chúng ta thạo rồi, thấy nó quá đơn giản, nhưng mà khi mà chúng ta chưa thạo ấy, lần đầu tiên mà chúng ta dùng nó là thấy nó rất lúng túng. Thì tôi sẽ mô tả các bạn nhé. Ba cái bài này, ba cái điều này đều được mô tả trong cuốn sách Kỹ năng tri thức.
Còn ở trong cuốn bánh diều thì nó không có. Chắc là bên bên kia họ nghĩ rằng là cái phần này là phần phần quá khó nên họ đã không, không không đưa. Mà tôi thì tôi có đưa ra trong sách nhé. Để tôi mô tả cho các bạn xem này. Cả ba cái đó nhé. Đây, bây giờ tôi là sửa tôi khai báo bên biến n ở đây, mà biến là một số nhé, là 10 nhé. Như vậy n sẽ là biến tổng thể. Bây giờ tôi kiểm tra xem tôi khai báo một cái hàm f nhé. Để tôi kiểm tra trong hàm f là có coi n là biến tổng thể, có là coi n là biến không. Giả sử coi n là biến thì tôi sẽ được lệnh sau đây. Đây. Tôi return. Đây cái lệnh này là cái lệnh mà n cộng 1 là cái lệnh mà coi n là một biến, tôi có thể dùng lệnh n cộng 1 được và tôi hiện nó bây giờ thử chạy nhé. Nếu mà n là biến bên tổng thể, nếu mà trong hàm f mà được coi là biến thì hàm f chạy không lỗi. Tôi sẽ chạy thử nhé. Nó có lỗi thật sự. Nó có lỗi vì nó không hiểu cái biến n đó. Vậy suy ra là biến n không có trong hàm f không coi n là một biến. Ta có hiểu không nhỉ? Để tôi mô tả một cái là hàm một cái là lệnh khác nhé, một cái hàm khác là hàm g nhé. Tôi không dùng lệnh n cộng 1 nữa mà tôi dùng lệnh là n bằng bằng 2. Như vậy tôi là tôi đây chỉ lệnh là khai báo lại biến n, không khai báo lại mà tôi sử dụng luôn n là một biến địa phương của g. Như vậy là mà tôi return n cộng 1. Đó. Thì lần này là không không lỗi nữa. Như vậy không lỗi nữa là tôi chạy g này, như chạy g là không không lỗi nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là trong 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 hàm cho phép được dùng biến n này như là một biến địa phương của g. Như vậy là ở trong hàm là trong trong hàm được quyền dùng lại cái biến tên biến giống như là tên biến tổng thể. Cái điều này là khác biệt nhé, khác biệt so với Pascal. Cho Pascal thì ở bên ngoài là khai báo rồi, bên trong không được khai báo lại nữa, chỉ là dùng thôi. Còn đây là đây chính là lệnh là khai báo lại này. À, thưa, khai báo lại mà khai báo vào ở trong cái hàm. Rồi, thế bây giờ tôi làm một cái một ví dụ thứ ba là ở trong hàm h. Bây giờ tôi muốn dùng n như là một biến thực sự thì tôi sẽ phải khai báo lại bằng lệnh hay là global, bằng cái từ khóa là global n. Đó, đây là cái đặc biệt nhé. Ở trong Python thì không có chuyện là khai báo, nhưng mà riêng trường này là cần khai báo. Bạn viết lại n là cộng 1 này. Thì thử nên là ở trên này tôi đã dùng cái này là lỗi này, n cộng 1 là lỗi đúng không nào? Lỗi đây. Nhưng mà đây thì là không sao vì chúng ta đã khai báo lại rồi. Như vậy là nếu muốn dùng cái biến tổng thể dùng lại ở trong hàm như là một biến, chúng ta khai báo bằng bằng từ khóa là global thì không sao. Tôi dùng là h nhé, chạy h này. N bằng 11 luôn mà tôi chạy n n đã thay đổi rồi, n là 11 rồi. Đó, như vậy là ở trong hàm đây chính là ý thứ ba này, chính là ý thứ ba là ý này này. Là bên trong hàm có thể khai báo lại cái biến tổng thể này với từ khóa là global thì suy ra là biến này có thể được dùng ở trong hàm như là một biến nhé. Bây giờ tôi mô tả tiếp ví dụ thứ tư là mô tả cái ý là bên trong hàm là không coi là n là biến nhưng vẫn nhìn thấy nó. Đây này, chỗ này là chỗ rất đặc biệt ở đây nhé. Tôi sẽ báo một cái hàm là ở trong hàm FF này tôi khai báo một biến x gì? Tôi khai báo bằng n cộng 1. Đấy. Thì ở đây là n ở đây không được dùng như một biến nhưng mà n được dùng như là một cái như là một cái object, một cái đối tượng mà tôi được quyền truy cập vào nó, chính là truy cập lại n ở đây nhé. À, tôi return chỉ có lỗi không? Lỗi. Đây chạy thử này, em này. Trả lời giá trị là 12. N là 11 mà. N là biến tổng thể 11 thì ở trong trong hàm tôi khai báo với x và tôi nhìn thấy n như là một gì? Như là một cái đối tượng dữ liệu. Và tôi được quyền truy cập nó. Đấy, các bạn thấy không nào? Đấy, chỗ này là chỗ khác biệt nhé. Đấy, đây là chỗ rất đặc biệt luôn, chỗ này là chỗ mà chỗ này là chỗ rất là khó luôn. Ví dụ nữa này, tôi có một cái hàm, tôi có một cái dãy, một cái mảng A này 1, 2, 3 như này nhé. Báo một cái hàm F. Hàm F này, thì trong hàm F thì A không phải là một cái biến. Mà tôi vẫn nhìn thấy A như là một cái list và tôi cho phép là truy cập vào A và bổ sung vào phần tử của A.
Đây. Return. F này. Và A. Nó thay đổi rồi, A nó thêm 10 bởi vì trong vòng F này là tôi nhìn thấy A nhé, nhìn thấy A. Nhìn thấy A nhưng mà đối tượng và tôi được phép là bổ sung phần tử 10 vào cuối của A, bởi vì sao được bổ sung được? Bởi vì A chính là cái dữ liệu kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu là khả biến, được phép là bổ sung vào. Cho nên tôi bổ sung vào và cái thoát ra A thay đổi. Đấy, các bạn thấy không nào? Đấy, chỗ này là chỗ rất là khó luôn. À, cực kỳ khó. Một cái này thì là cái phần này thì là trong sách giáo khoa không nói đâu, nhưng mà tôi nói thêm các bạn thôi là chỗ này là chỗ đấy, mình nhiều người mà không để ý, không biết ấy thì sẽ không hiểu gì cả. Không hiểu vì sao lại lại nghĩ à, nghĩ ngay như vậy, A là biến tổng thể, tôi có thể là xử lý được, nhưng không, ở trong này ở đây biến A cái lệnh này không 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 được coi là A là một biến, là một biến nhớ đâu, mà chỗ này cái lệnh này là phải hiểu là gì, là coi anh đã nhìn thấy A như là một đối tượng dữ liệu và tôi được quyền là truy cập vào đối tượng đó. Nhưng mà đối tượng đó là khả biến, tôi được phép là thay đổi, tôi được phép là thay đổi giá trị của A. Còn đối tượng A tôi không không thay đổi, A vẫn nằm ở vị trí đó, A vẫn là đối tượng cũ. Tôi được quyền là thay đổi giá trị của một cái đối tượng nếu nó là khả biến đó. Cho nên là đây là một ví dụ rất đặc biệt, và ví dụ này là đối với những người mà quen biết với Pascal thì nhìn vào đây sẽ không hiểu cái gì cả nhé. Nhưng mà tôi nói cho các bạn là chúng ta vẫn hiểu đó, bình thường đúng không? Như vậy là đối tượng ở trong bản chất ở trong cái Pascal nó đối tượng nó có hai loại, đối tượng là bất biến và khả biến. Bất biến gồm có là in này, float là bool và string, còn khả biến nó là mảng, nó là list đó, được chưa? Đấy, như vậy tôi vừa mới trình bày xong các bạn là tổng thể chung chung thôi, chỉ lướt qua thôi một loạt những cái mà có ở trong cái chương trình tin 10, đặc biệt trong cuốn sách là cái nó tri thức nhé. Ồ, chúng ta mất 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 là chúng ta hết 2 tiếng rưỡi, vượt quá chương trình rồi, vượt quá cái thời gian rồi, bây giờ chúng ta nghỉ nhé. Các bạn có hiểu không? Có hiểu ạ, em cảm ơn thầy. Thế chúng ta dừng ở đây nhé. Cảm ơn thầy. Rồi em cảm ơn thầy nhiều ạ. Thầy có ghi lại cái bài hôm nay không? Có ghi. Nếu thầy ghi lại thì có ghi nhé. Thầy có ghi lại thì thầy up lên trên để khi nào cần chúng em xem lại với thầy nhé. Ok, đồng ý. Ừ, thế nhá. Chào nhá. Em chúng em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ, cảm ơn thầy ạ.